chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn trong trung tâm thương mại người đến người đi, ánh đèn lấp lánh, Trương Nguyên Thanh vừa đi dạo với dì trẻ, vừa lướt điện thoại di động. chương 303, Mưu đồ bí mật 1. Mày đừng chơi điện thoại di động mãi, dì trẻ phồng má thành cái bánh bao nhỏ, trừng mắt oán giận. Trương Nguyên Thanh nghe lời đặt điện thoại di động lại trong túi. Lát nữa xem phim đi, tháng này còn chưa đi xem phim đâu. Dì trẻ đề nghị, quá khứ rất nhiều năm trước, đi dạo trung tâm thương mại xem phim ăn ngon, là giải trí cuối tuần của bọn họ qua cuối tuần hai dì cháu mỗi người một nơi một người vất vả đi học một người đi làm xúc vật xã hội được đấy trương nguyên thanh nói dì xem xem có vé phim ngọc bồ đoàn hay không cút 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 há dì cũng xem rồi đúng không hôm sau trương nguyên thanh đeo ba lô hai vai đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai đi vào đơn vị nguyên thủy lý thập trưởng đã trở lại em gái đứng quầy cười nói ông ấy ở trên lầu chờ cậu lý thập trưởng là ai thế thập trưởng của mình rõ ràng tên đằng viễn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại cảm ơn. Khu làm việc, Vương Thái ngồi một mình cô đơn, sức chú ý tập trung ở màn hình máy tính, không thèm để ý đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lên lầu, cao quý. Hi, Vương Thái huynh, Trương Nguyên Thanh chào hỏi ở trong lòng, xoay người rẽ về phía văn phòng thập trưởng. Cửa kính mở của văn phòng mở rộng, Lý Đông Trạch một tay chống gậy, bả vai phòng lên, ngồi ở cạnh sofa phòng tiếp khách, đang hiếu hảo nói chuyện với đằng viễn. Một đầu khác, cô gái tóc màu lửa đỏ ghé vào bên cạnh bàn, nghiêm túc làm bài tập, quan nhã ngồi ở một bên chỉ đạo bài tập, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Ô, đại công thần của chúng ta đến rồi, Lý Đông Trạch nhìn về phía cạnh cửa, mắt sáng lên. Thập trưởng, Trương Nguyên Thanh trước hướng đằng viễn chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía Lý Đông Trạch, hôm nay có khách à, chào đồng chí Lý. Lý Đông Trạch vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dạo qua một vòng ở trên người đằng viễn cùng Nguyên Thủy, miễn cưỡng cười vui nói. Xem ra trong lúc tôi không có mặt, cậu đã thành công thu được các đội viên tôn trọng cùng tán đồng, tốt lắm. Đằng viễn, tôi còn lo lắng cậu giống như trước kia, không biết ở chung với các đồng nghiệp. Đằng viễn giọng điệu thiếu nhiệt tình với cuộc sống, nói cũng không có gì, tôi chỉ là làm việc mình nên làm. Hả, Lý Đông Trạch dùng giọng mũi phát ra nghi hoặc, tôi chỉ là sửa chữa một ít điều lệ chế độ, gia tăng tiền ăn, sớm 2 tháng cho trợ cấp nhiệt độ cao, miễn trừ phạt tiền lương đến muộn. Trong lời kể thiếu nhiệt tình của đằng viễn, vẻ mặt Lý Đông Trạch dần dần, dần dại ra đến, thập trường, uống coca. Trương Nguyên Thanh đưa cho đằng viễn một ly coca, lửa cháy đổ thêm dầu. Ô, ô mi gót, cậu đây là tà môn ma đạo, đội ngũ không phải quản lý như vậy. Lý Đông Trạch lớn tiếng chỉ trích, cậu thế này không tao nhã chút nào cả. Nghe hai người tranh chấp, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh Khương Tinh Vệ, con bé này đang làm đề trắc nghiệp, nhíu mày, sắc mặt chăm chú, giống như giấy đề mục là kẻ địch khó có thể vượt qua. Tri thức đề mục đề cập tới, đều là tri thức cấp 2, hình tam giác, căn bậc 2, phương trình, định lý Pythagore vân vân. Cậu tới vừa lúc, dạy con bé làm bài đi. Quan nhã vẻ mặt mệt rồi, hủy diệt đi. Đã đụng phải, vậy thì không có cách nào cả. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua đề mục phía trước, phát hiện tỷ lệ chuẩn xác cao tới trăm phần trăm, lập tức cười nói. Không tệ nha, rất lợi hại. Quan nhã nghiến răng nghiến lợi, đó đều là chị làm. Nhìn bộ dáng nghiến răng của lão ti cơ, Trương Nguyên Thanh thở dài, vậy vẫn là em đến dậy đi, Ai bảo em là chòm sao bỏ cặp chứ, cho dù là con heo, em cũng sẽ mềm lòng. Lúc nói như vậy, hắn đánh giá khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của lão ti cơ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ không nên có cái mũi cao như vậy, đổi thành mũi heo thì tốt rồi. Quan nhã hồ nghi liếc hắn một cái, từ trong túi sách bên cạnh lấy ra gương trang điểm, mặt của chị có vấn đề sao? Không có, vậy cậu vừa rồi vì sao vẻ mặt chán ghét, em không có, chị quan nhã đẹp nhất. Trương Nguyên Thanh thề thốt phủ nhận, vì bày tỏ sự chân thành của em, em có thể hôn chị một cái. Cút, Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa đề tài về trên người tinh vệ, vẻ mặt ôn hòa nói, tinh vệ à, tri thức toán học cấp 2, những cái nào là em nắm giữ tương đối tốt, những cái nào là chưa hiểu hẳn. Khương tinh vệ nghiêng đầu, trầm ngâm một chút, nắm giữ cộng trừ nhân chia tương đối tốt. Cấp 2, Trương Nguyên Thanh tăng thêm giọng điệu, Khương tinh vệ lắc đầu, một chút cũng không có, không có khả năng chứ, Trương Nguyên Thanh không tin trên đời có đứa nhỏ ngu xuẩn như vậy. Khương Tinh vệ xem đề trách nhiệm, bừng tỉnh đại ngộ. Em còn từng học được một ít kỹ xảo nhỏ, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, hai dài hai ngắn phải chọn B, so le không đồng đều chọn hết, đề trách nhiệm phải dựa vào cái này. Chương 304, Mưu đồ bí mật 2. Huyết áp Trương Nguyên Thanh tăng vọt, trừ những cái này thì sao? Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh vệ nghiêm túc, còn có một điểm cực kỳ quan trọng phải học được bỏ qua. Quan nhã cũng nghe mà cao huyết áp, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ vài giây, nói, như vậy đi, em cho anh 500 đồng, anh giúp em làm bài tập. Khương Tinh vệ ngây ra, trên đời thế mà có người thiện lương như vậy. Không được, quan nhã cả giận, cậu đây là đang hại con bé, vốn đã ngốc như vậy. Trương Nguyên Thanh nói, vậy chị đến dậy đi, quan nhã nhất thời không nói nữa. Cổ nhân nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. Mỗi người thiên phú đều không giống nhau, lấy một hình thức cứng ngắc đi giáo dục tất cả mọi người, bản thân đã là không đúng cô bé này rõ ràng không có tố chất sách vở thiên phú của cô bé không ở đây tiêu phí lượng lớn thời gian học tập những thứ này có ích gì đâu trương nguyên thanh nói khương tinh vệ vỗ bản tán dương có đạo lý em thích đánh nhau nguyên thủy chúng ta đi phòng chiến đấu võ thuật đi em dạy anh đánh nhau trương nguyên thanh ồ anh thành học sinh rồi lúc này lý đông trạch rừng phê bình nhìn về phía trương nguyên thanh nghiêm mặt nói hôm nay tôi tới đây là có hai việc việc thứ nhất sau, buổi tối đội 2 liên hoan, chúc mừng cậu đạt được công huân cấp A, cũng chúc mừng mọi người lại đạt được công lao tập thể. Chuyện thứ hai, tôi phải cho cậu một cái nhắc nhở. Nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh cũng nghiêm túc hẳn lên, Lý Đông Trạch trầm giọng nói, bây giờ là đầu tháng 5, qua một tháng nữa, chính là phó bản giết chóc cỡ lớn nửa năm một lần, hàng năm lúc này, một ít siêu phàm cấp 3, thánh giả cấp 6, đều sẽ ở lúc này mưu cầu cơ hội chuyển chức. Đối với chúng ta mà nói, đây là việc lớn, ngũ hành minh chúng ta cùng Thái Nhất Môn, cùng với linh cảnh thế gia, sẽ liên hợp tổ chức một hồi thi đấu lôi đài, chọn ra người nổi bật. Mục đích làm như vậy, một mặt là hiểu rõ đối với thành viên có tiềm lực, một mặt khác chọn ra mấy người ưu tú nhất, dốc lòng bồi dưỡng. Khương Tinh vệ chen vào một câu, em biết, kỳ thi mô phỏng, trường học bọn em mỗi tháng đều phải thi mô phỏng. Lý Đông chạy gật đầu, tiếp tục nói, tổ chức tà ác cũng có, kỳ thi mô phỏng, như vậy, nhưng càng đẫm máu tàn nhẫn hơn. Cách làm của bọn họ là phái thiên tài có tiềm lực lẻn vào các đô thị lớn, săn giết tuyển thủ hạt giống của tổ chức chính phủ. Trên lý luận mà nói, tham báo cấp 3 như tôi cũng là đối tượng có thể bị săn giết, bởi vì tôi cũng có tư cách tham dự phó bản giết chóc giữa năm. Nhưng Khương Tinh vệ và Nguyên Thủy, hai người các cậu cấp bậc ưu tiên so với tôi cao hơn rất nhiều, nhất là Nguyên Thủy, cậu liên tiếp vượt qua hai cái cấp S, lại được trao tặng công huân cấp A, quá mức chói mắt. Hành giả tổ chức tà ác khẳng định sẽ nhằm vào cậu ý đồ săn giết cậu tạo danh tiếng, đổi lấy phần thưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nhớ tới hôm qua lúc lướt diễn đàn chính thức, các hành giả lâu năm đã từng thảo luận chuyện này. Hắn liền nói ngay, thập trưởng, tôi muốn một phần danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm của tổ chức tạ ác. Lý Đông Trạch tự cậu vào trong cơ sở dữ liệu tìm đi, quyền hạn của cậu đã cao hơn tôi. Mấy ngày nay, cậu cố gắng hạ thấp, lúc đi làm tan ca, đeo khẩu trang cùng mũ. Đăng viễn, cũng đừng nghĩ chết gì ở nhà, đội hai có cậu tỏa chấn, lại thêm chúng tôi, người nghề nghiệp tà ác không dám xông vào. Đằng viễn khẽ gật đầu, bổ sung nói, Nguyên Thủy, tôi sẽ cân nhắc thay cậu xin một phần trợ cấp thấp thỏm lo âu. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên cảm tạ, hay là nên tức giận. Đúng rồi, đã là săn giết thiên tài, vậy Phó Bách Phu Trưởng có phải cũng có nguy hiểm hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi, Phó Thanh Dương tuổi không lớn, hơn 20, lại là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, hắn một lòng muốn vào trưởng lão hội, khẳng định sẽ tham gia phó bản giết chóc lần này, tấn thân cảnh giới chúa tể. Như vậy, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng săn giết của nghề nghiệp tà ác. Đương nhiên, nghề nghiệp tà ác cảnh giới thánh giả, không ít kẻ muốn giết hắn. Quan Nhã nói, hắn trước kia ở thủ đô, nghề nghiệp tà ác ám sát hắn nhiều đếm không xuể, đáng tiếc chưa ai có thể thành công. Nhưng lúc ấy cấp bậc hắn không cao, bây giờ săn giết hắn, hẳn đều là tồn tại thánh giả đỉnh phong. Trong mắt lão ti cơ tràn ngập lo lắng. Trương Nguyên Thanh nhìn cô gái này một cái, vừa rồi Lý Đông Trạch nói có người muốn ám sát mình, cô tuyệt không lo lắng, nói tới em họ của cô, cô liền lo lắng. "Này, cô gái, Trung quy là gửi gắm sai rồi." Khương Tinh Vệ nói, Nguyên Thủy mới cấp hai nha, anh ấy quá nửa là không kịp chuyển trước lần này, còn phải gánh vác phiêu lưu bị săn giết, thật thiệt thòi. Chương 305, mưu đồ bí mật 3. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, Nguyên Thủy kế tiếp còn có một lần linh cảnh nhiều người chưa mở ra cho dù cậu thành công thông quan, chưa chắc có thể tới cấp 3, mặc dù đến cấp 3, cũng là cấp 3 yếu nhất, muốn tham gia phó bản giết chóc, quả thật miễn cưỡng. Vùng ngoại thành Tùng Hải, biệt thự lớn, Lý Hiền Tông mặc áo ba lỗ màu đen, quần rằn di, hai tay đút túi, tới ngoài biệt thự lớn. Hắn đánh giá biệt thự ba tầng, hai đầu gối trầm xuống, nhảy lên cao cao 3-4 mét, nhảy qua tường vây, tiến vào biệt thự. Lý Hiền Tông một tay đút túi, một tay khác rút ra dao bướm thưởng thức, tùy tiện đẩy ra cửa gỗ hai cánh của biệt thự. Lầu một biệt thự trống trơn, trang hoàng rất xa xỉ, đồ điện thông minh, đồ gia dụng làm thủ công đắt đỏ, khắp nơi thể hiện chủ nhân xa hoa hào phóng. Phanh tai Lý Hiền Tông khẽ động, nghe thấy lầu hai truyền đến loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dao bướm trong tay đùa giỡn ra độ cong hoa cả mắt, dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên. Lý Hiền Tông chuyến này là tìm một vị hộ pháp hư vô giáo phái, thánh giả cảnh đỉnh phong, nhân vật cực kỳ đáng sợ. Căn cứ tình báo thiên linh linh tìm hiểu được, mục tiêu săn giết của vị hộ pháp này là phó thanh dương độ. Tới lầu 2, Lý Hiển Tông đẩy ra cửa phòng ngủ master, đây là một phòng lớn hơn 100 mét vuông, bên trái cửa là một cái giường lớn mềm mại, đủ để chứa 6-7 người. Bên phải là một ít vật kỳ kỳ quái quái, không, nói chuẩn xác, là dụng cụ hành hình. Trên vách tường treo roi ra, còng tay, dây thừng, vòng cổ có đinh, bịt miệng vân vân. Trên giường lớn mềm mại, bảy tám tráng hán đang lăng nhục một cô gái dáng người núi non chập trùng, dung mạo xinh đẹp, thấy có người tiến vào, bọn họ cũng chỉ quay đầu liếc một cái, chỉ để ý mục đích bản thân đùa bỡn cô gái đáng thương. Quá trình này kéo dài nửa giờ, Lý Hiền Tông tựa vào cạnh cửa, mặt không biểu cảm nhìn. Chờ sau khi toàn bộ nam nhân đều phát tiết một lần, một tráng hán thể trạng to lớn, kéo cô gái nửa chết nửa sống xuống giường, tới khu vực phía bên phải treo đầy dụng cụ hành hình. Hắn vứt cô gái ở trên mặt đất, tháo xuống roi ra, dùng sức quật quật ra một vết máu thật sâu, roi, bốp bốp bốp, không ngừng quật ở trên người cô gái, quật ra thịt mềm mại tràn ra vết máu, quật cô gái run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Sau mấy chục roi, Lý Hiền Tông dùng dao bướm gõ gõ khung cửa, nhếch miệng nói. Chơi đủ chưa, sự kiên nhẫn của tao là có hạn. Một tráng hán thưởng thức bộ dạng thê thảm của cô gái, khí thế hùng hổ đi tới, hung tợn nói. Cút lăn ra ngoài cho bố mày, Lý Hiền Tông cắm một nhát dao vào ngực đối phương, rút dao ra, mang ra cả đống máu tươi. Tráng hán ôm ngực, lảo đảo quỳ xuống, những gã khác coi như không thấy, một kẻ tiếp tục quật cô gái, mấy tên tiếp tục vây xem. Lại qua vài phút, cô gái dừng kêu thảm, thay đổi tư thái điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt lạnh lùng cao quý, thản nhiên nói. Lui ra đi, các tráng hán lúc này mới dám dừng lại, không mình hành lễ, cùng kéo thi thể rời khỏi phòng ngủ master. Cô gái gấp chân ngồi ở trên mặt đất, mình đầy thương tích, nhưng vẻ mặt của cô lại cao ngạo lạnh nhạt như nữ vương, khóe miệng nhếch lên. Tôi ghét nhất bị người khác đụng đến đồ chơi của tôi, anh phải ở lại chỗ này chơi với tôi ba ngày, bằng không, tôi cũng không nể mặt binh chủ giáo. Lý Hiền Tông không sợ cô gái uy hiếp chút nào, nhếch miệng, nếu là tôi, tôi sẽ cắt đầu của cô, lại mang thân thể của cô cắt từng miếng thành lát thịt, rội tới trong cống thoát nước. Thân thể mềm mại của cô gái run lên, không tự giác ma sát hai chân, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng quyến rũ, cười giòn tan nói ý tưởng hay, yêu mê hoặc mới là món đồ chơi tôi yêu cả đời, tôi thích sự thô bạo của các người. Như vậy, đến đùa bỡn tôi đi, Lý Hiền Tông đánh giá dung mạo xinh đẹp, dáng người mê người của cô gái, cười lạnh nói. Tôi là tới tìm cô hợp tác, mặt khác, tôi chỉ có hứng thú đối với giết chóc. Căn cứ tình báo biểu hiện, cô gái này là kẻ biến thái, thích bị giày vò, bị lăng nhục, bị trà đạp, hơn nữ nghiện cường bạo, một hai nam nhân không thể thỏa mãn cô. Mỗi ngày đều phải cùng rất nhiều đàn ông chơi vận động nhiều người, một khi không thể làm cô hài lòng, sẽ giết người. Cô gái liếc hạ bộ không chút động tính của Lý Hiển Tông một lần, khẽ cười nói Thì ra là một phế nhân, cút đi, tôi ghét nhất bị người khác quấy dày tôi giải trí. Lý Hiển Tông lại không đi, cười nói Cô có hứng thú đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Có hứng thú đối với Phó Thanh Dương hay không? Mắt cô gái sáng lên, liếm mở môi đỏ mỏng, cho anh thời gian 3 phút chương 306, nguy cơ 1, Lý Hiền Tông cũng chưa đi vào phòng ngủ, dựa vào khung cửa, trong tay đùa nghịch dao bướm, nhếch miệng cười nói. Tôi tính bắt cóc bác sĩ y tá cùng người bệnh trong bệnh viện Bình Thái, thử một lần động tác của chính phủ, công nguyên Thủy Thiên Tôn ra, sau đó hướng mọi người tuyên bố, Tùng Hải, tôi đến rồi. Cô gái gợi cảm mút đầu ngón tay, mắt lim dim như sợi tơ, rất điên cuồng, nhưng anh không sợ chết sao, vĩnh viễn đừng khinh thường ngũ hành minh, tuy bọn họ thường xuyên bị đùa giỡn xoay vòng vòng, tuy kẻ ngồi không ăn bám chỗ nào cũng có, nhưng không thể phủ nhận, trận doanh hợp pháp mạnh hơn chúng ta nghĩ, bằng không, bọn họ dựa vào cái gì tự xưng chính phủ. Lý Hiền Tông không chút để ý nói, cái này cô không cần phải quản, tôi cần cô giúp tôi kiềm chế Phó Thanh Dương, khu Khang Dương là hắn quản, chỉ cần hắn không chạy tới được, tôi liền có tự tin toàn thân mà lui. Ừm, ở trước khi chấp sự khu khác chạy tới, cô gái cười quyến rũ nói, thù lao đâu, Lý Hiền Tông trầm mặc vài giây, nói, đùa bỡn nam nhân bình thường có gì thú vị, nam nhân đàng hoàng trận doanh hợp pháp, hẳn là càng có thể khiến cô động lòng hơn. Trong nửa tháng, tôi thay cô bắt ít nhất 10 hành giả chính phủ. Mắt nữ hộ pháp sáng ngời, liếm môi, thú vị, vừa nghĩ đến bọn họ xa ngã xa vào ở trong dục vọng, tôi liền ngứa ngáy cả người. Nhưng tôi có yêu cầu, ta muốn nguyên thủy thiên tôn kia. Tuổi hắn không thể quá lớn, tốt nhất là sinh viên, bộ dạng cũng phải đẹp trai, nếu chưa có kinh nghiệm yêu đương, vậy thì càng tốt. Một con chó con ngây thơ như vậy, dạy dỗ mới thú vị. Lý Hiền Tông chật chật liên thanh, cô thật đúng là biến thái, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Cô gái đứng lên, lắc vòng eo nhỏ đi đến bên giường, phủ thêm áo ngủ mỏng như lụa, đeo kính dâm, ngồi xuống ở cạnh bàn tròn. Trong nháy mắt, cô từ một cô gái yêu dã phóng đáng, biến thành người đẹp trưởng thành xinh đẹp lạnh lùng cuốn hút. Cô nhìn Lý Hiền Tông ở cửa, lạnh nhạt nói, mỗi hành giả tà ác đều là biến thái, khác nhau chỉ ở phương hướng anh biến thái ở chỗ tàn nhẫn, khát máu, tràn ngập dục vọng phá hoại, mặt khác, anh căm hận phụ nữ thật sâu, trước kia từng tổn thương bởi tình. Không đúng, nữ hộ pháp nhìn chằm chằm Lý Hiền Tông, ánh mắt mù sương, nói. Anh không có bất cứ hứng thú gì đối với tôi trần chuồng, nhưng khi tôi tư thái ngay ngắn, biến thành đủ trưởng thành, đủ đoan trang, anh trong chán ghét đối với tôi, đã có thêm căm ghét cùng không cam lòng, còn có một tia hướng tới. Tôi hiểu rồi, anh căm ghét phụ nữ ngọn nguồn là mẫu thân, bà ta ở tuổi này của tôi, ở lúc anh còn nhỏ, khẳng định đã làm chuyện gì khiến anh không thể tha thứ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lý Hiền Tông đột nhiên trầm xuống, trong mắt dâng trào sát khí, đừng nhìn trộm nội tâm của tôi, cô đã chọc giận tôi. Nữ hộ pháp cười khanh khách, bộ ngực rung động, lập tức phá hủy khí chất lạnh lùng quyến rũ, nói. Xem anh tức kia, đơn giản chỉ là mẹ anh vứt bỏ chống con, người thường có thể có chuyện lớn bao nhiêu. Anh cũng là nghề nghiệp tà ác, nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm, vì sao không thể tha thứ mẫu thân anh chứ? Vứt bỏ chồng con, trung quy tốt hơn tôi như vậy nhỉ? Nhưng cũng đúng, có một số người, dùng hết cả đời, cũng không chữa khỏi thơ ấu của họ. Lý Hiền Tông hít sâu một hơi, áp chế lửa giận hừng hực, trầm giọng nói, tôi không có hứng thú đối với quá khứ của cô, 5 giờ chiều, tôi sẽ phong tỏa bệnh viện Bình Thái. Nói xong, hắn xoay người rời đi, văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh gần đây rất nhiều việc, đầu tiên là tổng kiểm tra sức khỏe chậm chạp không đến, trái tim treo lên mãi không rơi trở về trong bụng, tiếp theo, thời gian lần thứ ba linh cảnh mở ra càng ngày càng gần. Cuối cùng, người Thái nhất môn đến bây giờ còn chưa tới hỏi, giày khiêu vũ màu đỏ vừa giao lên, không biết khi nào có thể tịnh hóa xong. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn máy tính, vừa tìm tòi danh sách truy nã của chính phủ, vừa suy nghĩ. Linh cảnh lần thứ ba của mình hẳn là sắp tới rồi, nếu là đầu tháng năm đến, như vậy tháng 6 chính là linh cảnh một người thuộc về riêng thần dạ du. Mà tháng 6 cũng là phó bản giết chóc cỡ lớn, nếu vận khí tốt, Linh Cảnh một người ở trước lúc phó bản giết chóc cỡ lớn, vậy mình hoàn toàn có thể lên tới cấp 3, sau đó tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, một hơi tấn thăng thánh giả. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ cuối năm. Phó bản giết chóc cỡ lớn không phải mang tính cưỡng chế, Linh Cảnh hành giả có thể tự lựa chọn tham gia hay không, bởi vậy cũng không xung đột với Linh Cảnh một người. Trải qua lý Đông Trạch nhắc nhở, hắn cảm nhận được áp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lên quá nhanh tất nhiên sẽ bị trận doanh đối địch chú ý, mà bởi vì hắn là người mới thuần túy, thời gian trở thành hành giả tổng cộng cũng chỉ hơn một tháng. chương 307, Nguy cơ 2, người kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng có thể đánh giá ra cấp bậc của hắn. Danh tiếng lên cao, cấp bậc lại chưa tới cấp 3, ở trong mắt nghề nghiệp tả ác, không phải chính là quả hồng mềm mỏng nước sao. Đang nghĩ, kết quả tìm kiếm đã có, Trương Nguyên Thanh trực tiếp lướt qua cảnh giới thánh giả, xem xét danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm. Đứng đầu bảng, ID linh cảnh tên A nhất, phu cổ sư cấp 3, lệ thuộc phân hội trung bộ linh năng hội. Đánh giá tính tình cực độ vặn vẹo, chiến tích, hắn từng ở trong hai tiểu đội linh cảnh của ngũ hành minh bao vây tiếu trừ, giết ngược lại hành giả chính phủ, thong dong rời đi, trong lần chiến đấu đó, chính phủ tổn thất hai hành giả cấp 3, bốn hành giả cấp 2, ba hành giả cấp 1. Trong tư liệu, đối với tính tình vặn vẹo có ghi chú chi tiết, bình thường mà nói, nghề nghiệp tà ác đều là kẻ điên, biến thái, nhưng bệnh tình mỗi người không giống nhau, có khát máu, có dâm tà, có âm trầm, có cực đoan. Mà A nhất này, cái gì cũng dính, giống như là tập hợp thể của năng lượng tiêu cực. Mình cho dù triệu hồi ra cô dâu ma, chỉ sợ cũng không giết được hai tiểu đội chính phủ, người khác sẽ không ngu mốc chống lại cô dâu ma, chỉ cần kéo dài thời gian, mình liền xong con ong. Trương Nguyên Thanh xem mà cảnh giác một phen, hắn tiếp tục xem người đứng thứ hai, ai đi linh cảnh tôi hiền chọn chủ mà giết, huyễn thuật sư cấp 3, thuộc nhất nhất nam phái hư vô giáo phái đánh giá tính tình cực đoan, chiến tích vì báo thù thay lão đại, thiết kế lừa giết thánh giả cấp 4 của Thái Nhất môn, thong dong rời đi, đến nay chưa xa lưới. Trong tư liệu bổ sung đối với hắn là, trải qua điều tra, phát hiện người này từng đi theo rất nhiều lão đại, nhưng không có ngoại lệ, các lão đại đó về sau đều chết oan chết uổng, dần dần, trong nam phái không có ai nguyện ý bảo kê cho hắn, hắn thành độc hành nghiệp. Có thể thiết kế lừa giết thánh giả, hơn nữa là thần dạ du, kẻ này rất khủng bố nha trương nguyên thanh tiếp tục xem lúc này điện thoại di động tinh một tiếng có tin nhắn tới ánh mắt hắn sau đó rời khỏi máy tính cầm lên điện thoại di động xem tin nhắn đến tiểu viên tôi có tìm hiểu được vài cái tình báo trương nguyên thanh lập tức đứng dậy tiến vào gian wc gọi vào số tiểu viên cuộc gọi kết nối bên trong truyền đến giọng nói lạnh nhạt của bà dì tựa cười mà không cười nói tới tôi còn chưa biết id của cậu đâu đại cơ bá trương nguyên thanh thuận miệng lấy lệ Dì tiểu viên A à một tiếng, vậy xem ra tôi đã đoán sai, tôi còn tưởng cậu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh không phủ nhận cũng không thừa nhận, nói tình báo gì. Một cái tình báo ba ngàn, tôi phải nghe trước một chút. Cái thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong danh sách treo thưởng cảnh giới siêu phàm của tổ chức tạ ác, từ cuối bảng nhảy vào tới hạng ba, tiền thưởng 10 triệu, hai đạo cụ giai đoạn siêu phàm, một đạo cụ giai đoạn thánh giả. Cái đệch, mình đáng giá như vậy. Trương Nguyên Thanh ngây người, hắn đoạt được chén thánh, cũng chỉ thưởng cho 2 triệu, hai đạo cụ. Đương nhiên, công huân cấp A không phải tiền và đạo cụ có thể thay thế được. Cái thứ hai, phân bộ tỉnh Trung Nguyên có hai hành giả cấp 3 tiềm lực không tệ bị, A nhất, sát, hắn chuẩn xác tới thủ đô, săn giết thiên tài chính phủ mạnh hơn nữa. Không đến Tùng Hải là tốt rồi, các đồng nghiệp thủ đô bảo trọng nhé. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cái thứ ba, Lý Hiển Tông đã đến Tùng Hải, hắn tính săn giết nguyên thủy thiên tôn gần đây thanh danh lên cao của phân bộ Tùng Hải. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nổ vang, thầm nhủ thật sự là sợ cái gì đến cái đó, kẻ nhầm vào mình, thế mà lại là hắn. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên tư liệu của Lý Hiền Tông. Kẻ này là thành viên binh chủ giáo, hoạt động ở vùng Duyên Hải, là cấp dưới tâm phúc của ma nhãn thiên vương trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo. Ma nhãn thiên vương là yêu mê hoặc cấp chúa tể, tồn tại siêu cấp đáng sợ. Nếu đặt ở ngũ hành minh, đó chính là cấp dưới tâm phúc của trưởng lão, chỉ tên nói họ muốn chơi chết nguyên thủy thiên tôn, trong tư liệu chính phủ, đánh giá đối với người này là khát máu, tàn bạo, kiệt ngạo, giảo hoạt. Đơn giản mà nói, chính là một tên sát nhân cuồng có đầu óc. Lý Hiền Tông trời xanh tính hiếu chiến, tính tình vô cùng hợp với nghề nghiệp yêu mê hoặc này, sau khi trở thành hành giả, liền một đường hát vang tiến mạnh, là cổ phiếu tiềm lực hiếm thấy đối thủ trong cùng cấp bậc. Trước đó tuy đã có chút danh tiếng, nhưng chịu giới hạn bởi cấp bậc, ở bảng treo thưởng của chính phủ cũng không xếp hạng cao. Thẳng đến khi hắn tấn thăng yêu mê hoặc cấp 3, bằng vào sức bản thân, ám sát thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, nhảy vọt trở thành tội phạm truy nã trong top 5 bảng treo thưởng. chương 308, Nguy cơ 3, giữa cấp 4 cùng cấp 3, có lạch trời khó vượt qua, Lý Hiển Tông có thể ám sát thánh giả cấp 4, trừ thực lực bản thân cường đại, hẳn là còn mượn dùng đạo cụ, chiếm hết thiên thời địa lợi mới có khả năng. Bị một kẻ địch đáng sợ như vậy nhằm vào, lại cho gã đủ thời gian bố trí, hy vọng sống sót của mình quả thật không cao. Tâm tình Trương Nguyên Thanh trở nên nặng nề, Bỏ qua một bên đạo cụ, chỉ luận thực lực cá nhân, yêu mê hoặc cùng thần giả du đều là nghề nghiệp đỉnh phong, Lý Hiển Tông cấp 3, khẳng định có thể treo mình lên đánh. Nếu luận đạo cụ, giày khiêu vũ màu đỏ thần khí né tránh, đuổi giết này không ở bên người, chiến lược hắn tổn hao nhiều, chỉ dựa vào cô dâu ma, chỉ sợ không giết nổi Lý Hiển Tông, đối phương tất nhiên cũng có con bài chưa lật. Mình phải sớm một chút lên tới cấp 3, toàn diện tăng lên thuộc tính, bằng không nguy hiểm rồi. Trương Nguyên Thanh nói, gì tiểu viên, còn không? hết rồi, tổng cộng 9 ngàn tệ, chiết khấu cho cậu, đưa 10 ngàn đi. Giọng gì tiểu viên lạnh nhạt bình thản, lại dễ nghe. Thật sự là bà gì mê người, suốt thời gian cháu sẽ đến một chuyến, đưa tiền tới cho gì. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Bệnh viện Bình Thái, Giang Ngọc Nhị mặc áo blau trắng tiến bước một nữ bệnh nhân cuối cùng, duỗi lưng, lăn lộn một giờ nữa liền tan ca. Sáng mai không có người bệnh hẹn trước, cho nên đêm nay có thể rút ra một hai giờ, chơi game với cháu trai cháu trai vô dụng đến nay còn chưa có bạn gái, người gì trẻ đáng yêu vô địch biết nghĩ cho người như cô, đành cố mà làm bầu bạn với nó. Giang Ngọc Nhị chuồn ra khỏi văn phòng, tới phòng khám cách vách, dựa vào cửa, cười nói. Vương Thiên kia, gần đây vẫn không có tin tức sao. Ngồi trong phòng khám là chị gái hơn 30 tuổi, họ Triệu, là một trong những đồng bạn tán gẫu của Giang Ngọc Nhị, ngoài lúc bận rộn làm việc. Các gì trẻ gì già của khoa phụ sản thích tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Tán gẫu chuyện người bệnh, tán gẫu chuyện đồng nghiệp, cái gì cũng nói. Nghe chủ nhiệm nói, Vương Thiên từ trước rồi, đổi nghề làm việc khác rồi. Bác sĩ Triệu thở dài, từ khi cháu cậu ta chết non, trạng thái tinh thần của cậu ta liền không tốt lắm, có thể là ở lại bệnh viện nhìn vật nhớ người, đổi hoàn cảnh một chút cũng không tệ. Giang Ngọc Nhị ồ một tiếng, bác sĩ Triệu lại nói, Tiểu Giang à, chuyện chị lần trước nói với em, em cân nhắc thế nào rồi? Em họ chị đi làm doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, thu nhập lại cao, bộ giảng cũng không tệ điều kiện là thật sự rất tốt chị cho em xem ảnh chụp của nó hắc thằng nhóc đó cơm nước không màng cứ đòi chị giới thiệu em cho nó giang ngọc nhị trừng mắt chị triệu với điều kiện này của em như thế nào cũng là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước mới có thể lấy em nhỉ em họ của chị cấp bậc quá thấp nuôi không nổi em mọi người đều đã rất quen thuộc nói chuyện không chút cố kỵ bác sĩ triệu cười mắng phiên phiến thôi kéo dài nữa liền thành bà cô mất đang nói một tiếng súng nổ vang từ nơi xa truyền đến, Giang Ngọc Nhị khẽ biến sắc. Bác sĩ Triệu ngẩn ra vài giây, mờ mịt nói, đã xảy ra chuyện gì? Cô vừa nói xong, phương hướng đại sảnh của bệnh viện liền truyền đến sóng âm ồn ào, tiếng thét chói tai lúc trầm lúc bổng. Xẹt xẹt, trong radio công cộng vang lên tiếng dòng điện. Sau đó là một giọng đàn ông kiêu ngạo, thông báo thông báo, từ giờ trở đi, bệnh viện Bình Thái do tao tiếp quản, mọi người ở lại tại chỗ, ôm đầu ngồi xổm xuống, ai chạy lung tung, xử bắn ngay tại chỗ. Tiếp theo, lại là vài tiếng súng nổ vang, khủng bố tập kích, bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch, lại có chút khó có thể tin. Tùng Hải làm đô thị lớn hơn 20 triệu người, tập hợp công nghiệp, tài chính, giao thông, thủy vận vào một thể, ở cả nước có địa vị hết sức quan trọng. Mấy chục năm nay, đừng nói khủng bố tập kích, dù là tội phạm tính chất bình thường cũng rất ít xảy ra. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, bác sĩ Triệu lúm cuống tay chân lấy ra điện thoại di động, ý đồ gọi điện cho văn phòng cảnh sát nhưng điện thoại căn bản không có ai tiếp lúc này có thể báo cảnh sát đều báo rồi nhân viên trực máy của văn phòng cảnh sát có hạn không tiếp được cuộc gọi của chị giang ngọc nhị nhỏ giọng đóng cửa lại thấp giọng nói chúng ta cứ ở lại chỗ này đừng chạy lung tung bác sĩ triệu ánh mắt sợ hãi vẻ mặt hoảng loạn chúng chúng ta không thể ở lại chỗ này bọn cướp không có nhân tính sẽ giết chết con tin tiểu giang chúng ta từ cửa sau đào tẩu giang ngọc nhị nhíu mày lạnh lùng ngắt lời ở lại chỗ này Bác sĩ Triệu ngẩn ra một phen, ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp quen thuộc, cô nương trẻ tuổi khuôn mặt tròn, diện mạo ngọt ngào hoạt bát, luôn một bộ dáng cô gái ngoan ngoãn này, vừa rồi đột nhiên bày ra sự nghiêm khắc làm người ta kính sợ, làm người ta sợ hãi. chương 309, khủng bố tập kích 1. Loại nghiêm khắc này là điều bác sĩ Triệu chưa từng thấy. Vẻ mặt sang Ngọc Nhị chuyển sang mềm mỏng, thấp giọng nói. Chị nghe, động tính bên ngoài nhỏ đi rồi, cái này nói rõ đại bộ phận mọi người đều đã bị khống chế phần tử khủng bố đã bắt cóc bệnh viện, như vậy cửa trước cửa sau khẳng định có người gác, thậm chí còn có người theo dõi camera giám sát, ở lại chỗ này là an toàn nhất. Bác sĩ triệu sướng sờ gật đầu, trong phòng giám sát, Lý Hiền Tông khoanh hai tay trước ngực, đứng ở trước đài khống chế, tay trái cầm bộ đàm, tay phải đùa nghịch dao bướm, màn hình màu lam chiếu sáng lên con mắt sắc bén lạnh lùng tàn khốc của hắn. Trên màn hình theo dõi, đại sảnh tòa nhà khám bệnh, hai nhân viên cầm súng đã khống chế cục diện, đang mang nhân viên y tá bác sĩ chỗ lấy thuốc, chỗ đăng ký, cùng với các nơi văn phòng đuổi tới đại sảnh lầu 1. Phàm là không phối hợp, bắn phát chết tươi, tàn nhẫn độc ác, tựa như hoàn toàn không để ý giá trị đạo đức của mình. Sau khi liên tục giết mấy người, y tá bác sĩ nhân viên, người bệnh liền không có tâm tư phản kháng nữa, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, sử dụng năng lực giết người, hiệu suất và tỷ lệ chuẩn xác cao hơn đạn nhiều, nhưng nếu dọa người thường, vẫn là súng ống hữu dụng nhất. Muốn uy hiếp đám người quy mô lớn, dựa vào bạo lực không được, phải dựa vào súng ống. Nhân viên lầu 1 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Nhân viên lầu 2 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Trong bộ đàm truyền đến tiếng đồng bạn báo cáo, Lý Hiền Tông đè bộ đàm, ghé đến bên miệng, nói đi khoa phụ sản nhìn xem, lôi y tá bác sĩ nhân viên xuống, nếu có phụ nữ có thai, đừng thương tổn bọn họ. Hắc, mày một tên yêu mê hoặc, chơi trò lòng dạ từ bi cái gì. Một đồng bạn cười nhạo nói, tao không đồng tình kẻ yếu, nhưng bố tao lúc còn sống, thường thường nói với tao, thiếu nhi là đóa hoa của tổ quốc, phải cho thương hại cùng trân trọng thích hợp. Lý Hiền Tông nhếch miệng cười nói, biệt thự vịnh phó ra, phó thanh dương lười biếng nằm ở ghế mát xa, nhắm mắt dưỡng thần, da hắn hiện ra đỏ bừng quỷ dị, cơ thịt tay chân hơi co giật. Hai em gái tai thỏ ngồi xổm hai bên ghế mát xa, hai đôi tay nhẹ nhàng gõ xoa bóp ấn, thư giãn cơ thịt đau nhức cho hắn. Trên một cái sofa một người khác, Linh Quân ngồi ở nơi đó, cầm lên một miếng dưa mật nhét vào miệng, cảm khái nói, cậu vẫn là liều mạng như vậy, tôi nhớ rõ đòn chém của cậu, từ 10 tuổi năm ấy đã bắt đầu luyện, luyện mãi đến trở thành linh cảnh hành giả, cũng mười mấy năm rồi, bây giờ luyện đến cảnh giới nào rồi. Phó Thanh Dương vẫn nhắm mắt, luyện đến có thể một kiếm chém đầu chó của cậu. Nói bừa, Linh Quân không phục, tôi là thú vương, có hai cái mạng, cậu hai kiếm mới có thể chém chết tôi. Đột nhiên, hai em gái tài thỏ thân thể cứng đờ, tiếp đó gục ngã xuống đất. Phó Thanh Dương bỗng mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Linh Quân ngồi xổm trên sofa, mí mắt gian nan chống đỡ, thân thể lảo đảo. Mệt, mệt quá, đáng chết, là, là trưởng mộng sứ giả. Đầu khẽ gục, lâm vào giấc ngủ. Ikawa, Phó Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, chủ động tiến vào giấc ngủ. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh mới vừa đi ra khỏi WC, liền gặp một nhân viên văn chức bước chân vội vàng đạp cầu thang bằng thép, tới lầu 2. Vẻ mặt cô lo lắng, nhìn về phía quan nhã đang lười biếng ngồi đó, kêu lên. Văn phòng cảnh sát bên kia nhận được báo cảnh sát, có phần tử khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái, nhân viên y tá bác sĩ của tòa nhà phòng khám bệnh đều ở bên trong. Cái gì, quan nhã đứng bật dậy, xài bước lao về phía văn phòng thập trường. Ngay cả vương thái xưa nay không quan tâm mưa gió ngoài cửa, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên chăm chú. Bệnh viện Bình Thái, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy đầu bị người ta gõ cho một cái, vang lên ông ông. Dì trẻ đi làm ngay tại bệnh viện Bình Thái, Trương Nguyên Thanh sắc mặt xanh mét, vừa móc điện thoại di động, vừa vội vàng hỏi. Tình huống trong bệnh viện thế nào? Thương vong như thế nào? Bọn cướp có bao nhiêu người? Nhân viên văn chức lắc đầu, không, không chi tiết như vậy, văn phòng cảnh sát đã triệu tập nhân thủ chuẩn bị chạy tới bệnh viện, tình huống cụ thể cần tiến một bước điều tra. Ít nhất nói rõ sự việc vừa xảy ra. Trương Nguyên Thanh đi về một bên, lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho dì trẻ. Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tắt máy rồi, Trương Nguyên Thanh phẫn nộ mắng một tiếng cộng. Lúc này, quan nhã dẫn theo Lý Đông Trạch, Khương Tinh về cùng đằng viễn chạy ra khỏi văn phòng. Lý Đông Trạch bước nhanh, vẻ mặt trầm ổn, tốc độ nói cực nhanh. Lập tức xuất phát, chương 310, khủng bố tập kích 2. Đoàn người bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị, Quan nhã từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hai cái bao súng, không kịp cột vào trên đùi, vương thái cầm laptop âu yếm đứng dậy bước đi. Mọi người đi ra khỏi tòa nhà thủy tinh, đi lên xe MPV đỗ ở cửa của Lý Đông Trạch, tài xế nhấn ga, chạy về phía cổng văn phòng cảnh sát. Bệnh viện Bình Thái cách văn phòng cảnh sát không tính là xa, dọc đường vượt đèn đỏ, hơn 10 phút sau, đoàn người đã đến bệnh viện. Lúc này, ngoài cổng bệnh viện đỗ đầy xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu. Mười mấy chị an viên súng vác vai, đạn lên nòng, đang rằng co với một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân, bệnh nhân này che ở ngoài cổng bệnh viện, trên cổ treo một cái bộ đàm, dùng một con dao giải phẫu đè lên cổ, giết gào như kẻ điên. Đừng lại đây, đừng lại đây, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp tao. Xe MPV đỗ lại, cửa xe mở rộng, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy anh họ dẫn đội. Hắn yên lặng đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang, Lý Đông chạy cầm gậy trống, xài bước lao về phía Trần Nguyên Quân, trầm giọng nói tình huống bây giờ thế nào trần nguyên quân hiển nhiên biết lý đông trạch ánh mắt đảo qua xe mpv phía sau thấp giọng nói bọn bắt cóc khống chế bệnh nhân cùng nhân viên y tá bác sĩ trong bệnh viện trước mắt còn chưa xác định tình huống thương vong đối phương từ chối câu thông với chúng ta cùng tuyên bố dám xâm nhập bệnh viện liền dẫn nổ bom tạm dừng một phen vẻ mặt hắn có chút mờ mịt nói đối phương yêu cầu tựa như là muốn đối thoại với nguyên thủy thiên tôn tôi hoài nghi tinh thần bọn bắt cóc có vấn đề lý đông trạch khẽ gật đầu đánh giá trần nguyên quân vài lần nhíu mày nói đội trưởng trần bình tĩnh là tố chất trị an viên phải có anh quá mức khẩn trương cùng vội vàng sao lại thế hắn có thể liếc mắt một nhìn ra vị đội trưởng trị an này lo âu cùng bất an dưới bề ngoài nghiêm túc trần nguyên quân cười khổ nói cô trẻ của tôi là bác sĩ bệnh viện bình thái vẻ mặt lý đông trạch ngưng trọng vỗ vỗ bả vai trần nguyên quân không nói cái gì xoay người trở về xe mpv tinh vệ hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ chỉ vào bệnh nhân ở cổng nói lấy bộ đàm của hắn xuống tay nhẹ chút đừng thương tổn tới mạng người khương tinh vệ hưng phấn gật đầu cô lập tức xuống xe khom lưng mượn dùng xe cảnh sát cùng chị an viên yểm hộ lặng yên đi vòng nửa vòng tới bên cạnh bệnh nhân tiếp theo hai đầu gối cô hơi chầm xuống ngay sau đó như chó hoang tuột xích lao về phía bệnh nhân chị an viên ở đây chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua khi phản ứng lại, thiếu nữ tóc đỏ đã tới cạnh bệnh nhân. Cô nhấc cao chân, đá bay con dao giải phẫu bệnh nhân nắm chặt, sau đó xoay vòng eo nhỏ, thân thể xoay tròn bật lên, kéo một chân khác, hung hăng quật ở sau gáy bệnh nhân. Bốp, người đàn ông trung niên còn chưa biết đã xảy ra cái gì, đã bị đá ngất đi. Trong nghề nghiệp hợp pháp của ngũ hành minh, nếu bàn về tốc độ, hỏa sư là xếp hạng nhất. Các chị an viên ùa lên, khống chế bệnh nhân, mà Khương Tinh vệ cầm lên bộ đàm, chạy vội trở lại bên cạnh xe MPV lý đông trạch cầm bộ đàm ấn cái nút nói tôi là thập trưởng đội hai khu khang dương các người có yêu cầu gì có thể nói chuyện với tôi liên tục nói ba lần trong loa vang lên một đạo tiếng cười kiêu ngạo càn rỡ tao muốn đối thoại với nguyên thủy thiên tôn trương nguyên thanh vừa muốn lên tiếng liền bị quan nhã đè lại bả vai lý đông trạch nói tiếp không chút kẽ hở nguyên thủy thiên tôn không ở đây anh tìm cậu ta có mục đích gì giọng đàn ông càn rỡ kiêu ngạo cười nói không ở đây xem ra tao chọn thời gian không đủ tốt nha, tao cho bọn mày thời gian 10 phút, 10 phút sau, tao muốn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, qua một phút đồng hồ giết một người. Nếu bọn mày dám xông vào bệnh viện, tao liền cho người dẫn nổ bom, nổ chết tất cả mọi người. Lý Đông Trạch nhìn về phía quan nhã, dùng khẩu hình nói, liên hệ phó bách phu Trường. Tiếp theo, giọng điệu hắn kiên định, nói anh có thể thử dẫn nổ bom, chính phủ chúng tôi quyết không thỏa hiệp, nếu anh nguyện ý chôn cùng người trong bệnh viện, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh trong bộ đàm vang lên tiếng cười to ngài thập trưởng mày đánh giá tao quá cao rồi tao cũng không có dũng khí chôn cùng những người thường này vừa rồi nói là người nhập vào dẫn nổ bom bọn họ đều là tao tìm đến nô bộc của phán quan mắt quỷ đã sớm là người ở tuyệt cảnh nghe nói tao muốn trả thù chính phủ trả thù xã hội bọn họ lập tức đáp ứng đương nhiên phương diện này không thiếu được mê hoặc của tao nô bộc của phán quan mắt quỷ trong lòng Lý Đông chạch trầm xuống, anh là yêu mê hoặc. chương 311, bộ dáng ngây người một Mày hẳn là từng nghe nói tên của tao, tao là Lý Hiển Tông. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người trong xe MPV đều thay đổi. Phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, bọn họ dự đoán được Nguyên Thủy sẽ bị hành giả nghề nghiệp tà ác nhầm vào, nhưng không ngờ kẻ nhầm vào hắn là Lý Hiển Tông. Mà tên yêu mê hoặc khát máu thành tánh này, vừa tới đã chơi lớn. Không ám sát, không đánh lén, trực tiếp chế tạo khủng bố tập kích. Kiêu ngạo đến cực hạn, bây giờ đã qua một phút dưới, thời gian của bọn mày không nhiều nữa, tao chờ tin tức tốt của bọn mày. Trong bộ đàm không còn thanh âm nữa, Lý Đông Trạch buông bộ đàm, nhìn về phía quan nhã. Quan nhã khẽ nhíu lông mày lá liễu Phó Thanh Dương không nhận cuộc gọi. Trong lòng mọi người một lần nữa trầm xuống, Lý Đông Trạch vuốt ve gậy trống, suy tư nói. Xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến, trong 10 phút không gặp được Nguyên Thủy, Lý Hiển Tông sẽ rút lui, người trong bệnh viện một người cũng không sống nổi. a à, mọi người vừa rồi cũng nghe thấy, bọn bắt cóc là nô bộc của phán quan mắt quỷ, lần khủng bố tập kích này là hướng tới việc ngọc đá cùng vỡ. 10 phút thời gian, chấp sự khu khác căn bản không kịp chạy tới, thời gian quá khẩn trương. Đằng viễn nói kẻ này rất có đầu óc, cho dù nguyên thủy không đến, hắn cũng có thể thong dong mà lui, thuận tiện chế tạo một cái phiền toái lớn cho chúng ta. Trương Nguyên Thanh Trầm giọng nói, hắn là hướng tới em, hắn muốn săn giết em. Thập trưởng, để em vào đi. Hắn có chút cuống, không biết gì trẻ ở bên trong thế nào, có bị thương hay không. Lý Đông Trạch chừng mắt nhìn hắn một cái, em đi vào sẽ chỉ chịu chết. Không được, quan nhã lập tức phủ quyết, cô nhíu mày nói, cậu không phải người lỗ mãng như vậy nha. Chỉ có Khương Tinh vệ ủng hộ hắn, bẻ tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chiến ý, chúng ta giết vào đi, xem em một quyền đánh nổ đầu chó của hắn. Lúc này, Lý Đông Trạch kinh nghiệm phong phú bày ra sự trầm ổn cùng thong dong của hành giả lâu năm, chậm rãi nói không cần cuống biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn chúng ta cần chế định một bộ chiến thuật chiến thuật mắt khương tinh vệ sáng lên đầu ngón tay nâng cầm tư thái đắn đo lý đông trạch nói không sai chúng ta quả thật cần đặt ra chiến thuật dù sao chúng ta là tổ chức chính phủ không phải nghề nghiệp tà ác không có đầu óc em có một ý tưởng nghề nghiệp tà ác so với em có đầu óc hơn nhỉ tuy rất không thích hợp nhưng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này Lý Đông Trạch hỏi, em có ý tưởng? Nói nghe một chút, Khương Tinh Vệ nói, chúng ta xông vào, đằng viễn và nguyên thủy sung phong, quan nhã bắn yểm hộ, em tìm cơ hội đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Chiến thuật này rất tốt, tốt tới mức như không có chiến thuật. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bận tâm gì trẻ, thúc giục, thập trường, đừng lãng phí thời gian nữa. Lý Đông Trạch cũng cảm giác mình quá ngây thơ rồi, thế mà lại chủ động hỏi hỏa sư chiến thuật. Hắn nhìn quét mọi người, nói đâu vào đấy trong tay đối phương nắm giữ con tin chúng ta không thể cậy mạnh xông vào phải để thần dạ du am hiểu tiềm hành đi vào nhưng bằng một mình nguyên thủy đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít quan nhã cô liên lạc viên đình bảo hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vâng quan nhã lấy ra điện thoại di động đi sang một bên lý đông trạch tiếp tục nói thần dạ du thời gian tiềm hành có hạn cho dù lẻn vào bệnh viện cũng sẽ bị camera giám sát nhìn thấy cho nên vương thái cậu chuẩn bị xâm nhập hệ thống giám sát bệnh viện. Vương Thái lập tức mở máy tính, ngồi ở trên ghế dựa, bắt đầu cách cách, thao tác. Lý Đông Trạch lại nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng đằng viễn, nói. Chúng ta không có năng lực tiềm hành, ở lại chỗ này, hấp dẫn sức chú ý của Lý Hiền Tông cùng kẻ bắt cóc khác. Tôi đến phụ trách đàm phán cùng Lý Hiền Tông, cố gắng kéo dài thời gian, phân tán sức chú ý của hắn. Lúc này, quan nhã tắt điện thoại, thấp giọng nói, đội trưởng viên nói cần 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ, Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, nói. Chúng ta cố gắng kéo dài đến khi hắn chạy tới, em đừng bốc đồng, chỉ bằng em là không có khả năng chống lại đám bắt cóc kia. Mấy người đằng viễn vương thái tinh vệ cũng ôm thái độ tương tự. Đám bắt cóc này là hướng về Nguyên Thủy, tư thái kiêu ngạo như thế, đã là khiêu khích cũng là khích tướng, lấy cấp bậc của Nguyên Thủy, nếu đi vào nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút nhược trí, nhưng lại là sự thật. Quan Nhã giật mình nhớ tới, dì trẻ của Nguyên Thủy là bác sĩ thực tập của bệnh viện Bình Thái, lần trước điều tra sự kiện linh phó, hắn từng đề cập. Khó trách hắn cuống quyết như vậy, Quan Nhã thầm nhủ, chương 312, bộ dáng mê người 2. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, chưa phản bác Lý Đông trạch, trong lòng không phục, nhưng các đồng nghiệp lo lắng là đúng. Không thể tùy tiện tiến vào, nhưng không đại biểu không có phương pháp khác. Lúc này, ai cũng chưa phát hiện một anh linh tròn trịa đáng yêu đang nhanh nhẹn hoạt động tứ chi bò về phía bệnh viện bò về phía tòa nhà hành chính bị kẻ bắt cóc chiếm lĩnh trước để cho tiểu đậu bỉ đi dò đường chút xem tình huống của dì trẻ trương nguyên thanh có ý nghĩ cùng chủ ý của mình loại thời điểm này tác dụng của linh phó liền hiển hiện ra camera theo dõi không quay chụp được vậy linh cảnh hành giả cũng không cảm ứng được trừ phi trong bọn bắt cóc vừa lúc có thần giả du cùng nguyễn thuật sư nhưng hai nghề nghiệp này quá mức thưa thớt sẽ không khéo như vậy lui một bước mà nói, mặc dù thật sự khéo như vậy, hắn cũng không lo tiểu đậu bị bị phát hiện, bởi vì nơi này là bệnh viện. Bệnh viện linh thể đông đúc, thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc phút thứ 8, Lý Đông Trạch cầm lấy bộ đàm, ấn cái nút, nói, nguyên thủy lập tức sẽ tới, bây giờ thời gian tan tầm, đường có hơi tắc, anh đợi thêm 3 phút nữa. Hắn liên tục nói 3 lần, Lý Hiền Tông lúc này mới đáp lại, giọng kiêu ngạo ngang ngược cười nhạo nói, không cần chơi trò kéo dài thời gian với tao, một phút đồng hồ giết một người, tao đã nói là giữ lời. Bọn mày cũng có thể xông vào bệnh viện, xem tao sẽ nổ chết tất cả mọi người hay không. Lý Đông trạch vẻ mặt ngưng trọng, buông bộ đàm xuống, nhìn về phía đằng viễn, thấp giọng nói, cậu chuẩn bị một phen, giả mạo nguyên thủy vào bệnh viện, ổn định bọn cướp. Hắn vừa rồi nói, không phải vì đàm phán, hoặc kéo dài thời gian, mà là thử thái độ của đối phương. Đằng viễn thập trưởng ưm một tiếng, nguyên thủy, chúng ta đổi quần áo một chút quần áo hắn mặc phong cách thiên về trung niên hóa, tuy tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm khắc giữ bí mật, nhưng bình thường có tiếp xúc với hành giả chính phủ, lời đồn về Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người trẻ tuổi, không chừng đã phát tán ra ngoài. Ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo, cô hết sức tiếp cận với bản thân khẳng định sẽ không sai. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tạm thời phân ra một bộ phận tâm thần, nhanh chóng đổi áo khoác với đằng viễn, mũ lưỡi chai và khẩu trang cũng cho đối phương. Lý Đông Trạch lại cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói. Lý Hiền Tông, anh gây chuyện ở Tùng Hải, là hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng cười ha ha của Lý Hiền Tông truyền đến, phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, tao tương đối nghèo, mượn đầu hắn đổi vài món đạo cụ chơi chút. Không biết là cố ý, hay là bản thân như thế, kẻ này thanh âm kiệt ngạo bất tuân, lại tỏ ra không chút để ý, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn là dê béo đợi làm thịt, mắc độ khiêu khích. Đừng nói Trương Nguyên Thanh, quan nhã cũng nghe mà căm thức một phen, Khương Tinh Vệ tính tình nóng nảy càng nghiến răng nghiến lợi, nhe ra cái răng nhỏ màu trắng. Quả nhiên là đến vì Nguyên Thủy, Lý Đông Trạch không nói lời thừa nữa, buông bộ đàm xuống. Một bên khác, tiểu đậu bỉ bò rất nhanh, gặp tường xuyên tường, rất nhanh, nó đã tiến vào đại sảnh lầu một. Trong đại sảnh có mấy cái xác nằm ngã, máu tươi sền sệt nhuộm đỏ sàn, cạnh thang cuốn, quầy cố vấn các nơi, hoặc nằm sấp hoặc ngồi xổm, tụ tập hơn 100 người thường. Có người khóc nức nở, có người run rẩy, có người giận mà không dám nói gì. Hai kẻ bắt cóc cầm súng đi tới đi lui ở trong đám người, cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng cười quái dị sờ bóp các em gái trẻ tuổi. Lầu một chỉ có hai người, nếu đánh lén, chỉ cần không phải thổ quái, ta có thể nháy mắt giết chết những kẻ này, thực cho rằng ăn chắc ta. Làm lớn như vậy, muốn chết thì tạo điều kiện cho các ngươi. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận, khống chế tiểu đậu bỉ bò về phía lầu hai. Tuy vẫn là đứa con nít tóc máu thưa thớt, nhưng tốc độ không chậm một chút nào, sau khi tới lầu 2, trong đại sảnh đợi khám bệnh ngồi đầy con tin. Tiểu đậu bỉ chưa dừng lại, dọc theo cầu thang thẳng lên trên, lầu 3 trống rỗng, không biết là bị đuổi tới lầu 2, hay là thừa dịp hỗn loạn trốn đi. Rốt cuộc, anh Linh bò tới lầu 4, đại sảnh đợi khám bệnh lầu 4, một người đàn ông trung niên dáng người khô gầy, tay trái cầm súng, tay phải nắm một cây đoạn đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, quát ôm đầu ngồi sổm, không phối hợp, đừng trách bố mày một phát súng bắn nổ đầu bọn mày. Các con tin ngoan ngoãn ôm đầu, trong lòng run sợ, vẻ mặt sợ hãi. Không có gì trẻ, gì ấy không ở đại sảnh. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua nhân viên y tá bác sĩ, chưa phát hiện gì trẻ, đột nhiên, từng đợt tiếng thét chói tai từ trong khoa phụ sản truyền ra. Chương 313, bộ dáng mê người 3. Lầu 4 cũng có hai tên bắt cóc, còn có một tên ở bên trong kéo người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, thao túng tiểu đậu bị nhanh chóng bỏ vào bên trong. Trong văn phòng, nghe đồng nghiệp bên ngoài kêu lên sợ hãi, bác sĩ triệu sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi đẫy đà không ngăn được run rẩy. Bọn, bọn chúng lên rồi, bác sĩ triệu vẻ mặt hoảng sợ, cô xoay đầu, thấy tiểu giang cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng vô cùng thông minh kéo cô ngồi xổm xuống, nói. Chúng ta nấp vào gầm bàn, bác sĩ triệu giúp ở gầm bàn, trong lòng thoáng có chút cảm giác an toàn, vỉnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, lo âu nói chị An Viên sao còn chưa đến. Chúng ta có thể bị giết hay không? chị an viên sao còn chưa tới giang ngọc nhị thấp giọng nói không có việc gì sẽ có người tới cứu chúng ta cô giọng điệu chấn định vẻ mặt khẳng định tuy không biết tiểu giang lấy đâu ra tự tin cùng sức lực nhưng bác sĩ triệu quả thật an lòng chút đúng lúc này cửa phòng làm việc bị thô bạo đá văng cửa phòng vang rầm rầm bác sĩ triệu sợ tới mức run lên cực lực co rúm lại thân thể mình bưng kín miệng mình người đàn ông ở cửa dừng lại vài giây giọng thô lỗ lăn ra đây đừng ép tao nổ súng bác sĩ triệu bị dọa mặt không còn màu máu đột nhiên cô cảm giác tiểu giang bên cạnh ấn bả vai mình một cái sau đó cô từ gầm bàn chui ra người đàn ông ở cửa thân hình khôi ngô đầu đinh mắt tam giác vẻ mặt hung ác nhìn thấy cô gái dưới gầm bàn chui ra khuôn mặt thô giáp của hắn rõ ràng ngẩn ra con mắt tam giác chợt tỏa sáng giống lên lão từ mày xem tao phát hiện cái gì ha ha mày xem tao phát hiện cái gì phát hiện mẹ mày đẻ con ở bên trong Kẻ bắt cóc bên ngoài hùng hổ đáp lại, tao phát hiện một con bé cực phẩm, tráng hán dùng sức trà trà đầu đinh, ánh mắt thèm nhỏ dãi, hưng phấn nói, đậu má, trong cái bệnh viện nát này thế mà có con bé cực phẩm như vậy, mày canh ở bên ngoài, bố mày chơi trước một chút. Cô gái này mặc áo blau trắng, khuôn mặt mượt mà, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn làm người ta kinh diễm, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu xinh xắn, đặc biệt có nốt ruồi lệ khóe mắt, khiến vẻ đẹp của cô thêm một phần quyến rũ khác với số đông cực phẩm bao nhiêu thế người thanh niên gầy gò bên ngoài gợi lên lòng hiếu kỳ dù sao đặc con mẹ nó biệt cực phẩm tráng hán hiển nhiên không có văn hóa tiểu giang trong lòng bác sĩ triệu tuyệt vọng nào còn có thể có ai đến cứu bọn họ cho dù các chị an viên xông vào vậy cũng là rất lâu về sau rồi cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu giang cô gái nhỏ ngày thường yểu điệu này trên mặt thế mà lại không có chút nào sợ hãi cùng kích động nhưng ở ngay sau đó cô bỗng nhiên thay đổi thái độ sợ hãi lui về phía sau, trong mắt chứa đầy nước mắt, che ngực, yếu ớt đáng yêu, mang theo tiếng nước nở nói. Ông, ông đừng qua đây, đáng chết, ngoài bệnh viện, trong xe MPV, Trương Nguyên Thanh thông qua tầm nhìn của tiểu đậu bỉ, thấy được một màn trong văn phòng. Hắn lưng thẳng lên, nói tốc độ cực nhanh, thập trường, gì trẻ của em có nguy hiểm, hành động trước. Em sẽ chống đỡ tới lúc viên đình tới. Nói xong, không đợi đám người Lý Đông Trạch phản ứng, hắn bỗng dưng biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, tựa như dây cháy chậm của thuốc nổ bị điểm hỏa, không khí lập tức khẩn trương nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch phất mạnh tay, ra hiệu đằng viễn tiến vào bệnh viện, tiếp theo lại dùng ánh mắt ra hiệu Vương Thái, chuẩn bị xâm nhập hệ thống camera giám sát. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Lý Đông Trạch ấn nút bộ đàm, trầm giọng nói, cậu ta đến rồi, cậu ta đã vào bệnh viện, các người tuyệt đối đừng thương tổn con tin. Trong bộ đàm truyền đến thanh âm lười nhác của Lý Hiền Tông, tốt lắm. Bảo hắn đi đại sảnh lầu 1, đừng tránh đi góc chết của camera giám sát, bằng không tao không bảo đảm con tin tuyệt đối an toàn. Kết thúc trò chuyện, Lý Hiền Tông trong phòng giám sát nắm lên một cái bộ đàm khác, nói cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác. Cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác. Trong văn phòng khoa phụ sản, nghe bộ đàm ở ngược truyền đến thanh âm, hắn nhíu mày, suy nghĩ vài giây, bật cười một tiếng, không để ở trong lòng. Hắn không phải cấp dưới của Lý Hiền Tông, lựa chọn theo gã chơi ván này, thuần túy vì trả thù xã hội, mà không phải săn giết nguyên thủy thiên tôn gì đó. Dù sao mạng không còn dài nữa, trước khi chết phóng túng một phen. Tráng hán cắm súng lục ở bên hông, liếm môi đi về phía Giang Ngọc Nhị, anh thích vẻ mặt vừa rồi của cưng, bộ dáng sợ hãi của cưng rất mê người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bả vai chợt lạnh, như là đè một khối băng lạnh. chương 314, giải cứu con tin một Tráng hán theo bản năng sờ bả vai, lại chưa đụng đến cái gì cả. Hai giây sau, hắn mất đi thị giác. Không có bất cứ sự do dự nào, tráng hắn vừa né tránh lung tung, vừa để thân thể bao trùm ngọn lửa nóng rực, cũng thao túng ngọn lửa bành trướng, hóa thành sóng lửa thổi quét văn phòng. Hắn lấy cái này phòng bị khả năng tồn tại kẻ địch áp sát đánh lén. Đột nhiên, ngược tráng hắn đau đớn, cảm giác được rõ ràng máu thịt của mình bị cái gì xé rách. Loại đau đớn này hắn rất quen thuộc, là viên đạn xuyên thấu thân thể tạo thành, nhưng hắn rõ ràng chưa nghe thấy tiếng súng. Nhưng hắn rõ ràng chưa nghe thấy tiếng súng. Đau đớn một lần nữa truyền đến, viên đạn liên tiếp bắn lên ngực, mang cơn đau thấu tim truyền đến lần nữa, viên đạn liên tiếp bắn vào ngực, mang trái tim xé vụn thành thịt nát. Lúc này, gây mù của tráng hán đã biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bàn làm việc, nơi đó có một người trẻ tuổi đứng đấy, mặt, mờ u bàn tay, ngực hiện ra vết cháy màu đỏ đen. Hắn đứng ở trước mặt nữ bác sĩ kia, thay cô ngăn lại ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tao thích vẻ mặt của mày, bộ dáng trước khi chết của mày cũng rất mê người. Tráng hán há mồm ra, tựa như muốn tức giận mắng một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa bật thốt lên, sinh mệnh đã rời khỏi trước một bước. Trương Nguyên Thanh đánh giá vài lần, sau khi xác nhận gã hoàn toàn chết đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dì trẻ. Giang Ngọc Nhị trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tới trình độ có thể nhét quả trứng gà, khó có thể tin nhìn cháu trai. Vẻ mặt này ta thích, ánh mắt Trương Nguyên Thanh rời xuống, liếc nữ bác sĩ trung niên ngồi xổm dưới gầm bàn run rẩy, vùng đao tay đánh ngất đối phương. Nữ bác sĩ, hược, một tiếng, ngã gục xuống đất. Trương Nguyên Thanh thu hồi đau tay, theo bản năng cảm thấy như vậy quá nóng này, không đủ lễ phép, nhưng lại cảm thấy rất bình thường, liền không nghĩ nhiều, nhìn về phía dì trẻ. Nguyên, Nguyên tử, dì trẻ lắp bắp nói, đôi mắt đẹp ngập nước tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, tựa như không thể tiếp thu cháu trai đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng đồng thời, trong kinh ngạc mờ mịt, lại có loại vui sướng lúc cần được cứu vất nhất, người tin cậy nhất từ trên trời giáng xuống. Dì trẻ, dì không sao chứ. Giang Ngọc Nhị qua một tiếng khóc lên, làm một cú chim én nhỏ lướt đầu rừng, ôm lấy cháu trai, thấp giọng nức nở. Trương Nguyên Thanh khẽ vỗ về lưng dì trẻ, thấp giọng an ủi, bây giờ không phải thời điểm giải thích, dì ở yên lại chỗ này, cháu đi giải quyết những kẻ bắt cóc kia. Có vấn đề gì, buổi tối gì tới phòng cháu, chúng ta đến lúc đó lại nói. Chuyện kẻ bắt cóc ẩm ý như vậy, người sống sót về sau đều phải ký hiệp nghị giữ bí mật, mà dì trẻ tận mắt thấy thao tác của hỏa sư vừa rồi, cùng với mình hiện thân sự tồn tại của siêu năng lực liền không giấu được cô hơn nữa hắn tới vội vàng chưa dịch dung dù sao linh cảnh không có cơ chế gạt bỏ liền dứt khoát tự lộ thân phận trương nguyên thanh cho rằng cứu người nhà không cần thiết che giấu mà không chủ động lộ ra là không muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của người nhà bây giờ cô đã cuốn vào sự kiện linh cảnh hành giả vậy liền thuận theo tự nhiên mày đừng đi giang ngọc nhị ôm chặt lấy lưng cháu trai hoảng sợ nói bọn chúng có súng Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng tiếp xúc thân mật như vậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra, thấp giọng nói: Dưới lầu có bom, không giải quyết bọn chúng, người trong bệnh viện đều phải chết. Tin tưởng cháu. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thấy dì trẻ khụt khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, xem ra mình bây giờ rất có khí chất trưởng thành của độc cô nhất phương nha, dì trẻ cũng bị khí thế vương bá của mình khuất phục rồi. Hắn ra hiệu dì trẻ ngồi ở trên ghế, suy tư một bước tiếp theo làm như thế nào hắn rất nhanh phân tích ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của hai bên. Hoàn cảnh xấu của Lý Hiền Tông là thời gian, hắn tuyệt không dám dây dưa ở bệnh viện quá lâu, cho chấp sự khu khác, thậm chí trưởng lão chạy tới, Lý Hiền Tông phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cách nghĩ của vị yêu mê hoặc này, hẳn là ở trong thời gian ngắn nhất, ép Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bệnh viện, sau đó dẫn nổ bom. Bom là ưu thế của kẻ bắt cóc, một khi dẫn nổ, thương vong vô số, đó chính là tin tức đầu đề toàn bộ hành giả chính phủ khu Khang Dương đều phải chịu xử phạt. Cho nên kế tiếp quan trọng nhất là giải quyết bom. Điều khiển từ xa của quả bom, khẳng định không ở trong tay Lý Hiển Tông. Hắn dám làm ra lần khủng bố tập kích này, là lợi dụng ý tưởng đá cùng vỡ của nô bộc phán quan mắt quỷ, là tập kích kiểu tự sát, mà Lý Hiển Tông sẽ không ngọc đá cùng vỡ. Ở trong lòng loại người này, mạng của người thường sao có khả năng so sánh với mình. chương 315, Giải cứu con tin 2 Kẻ bắt cóc còn có 5 tên, mình không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhiều linh cảnh hành giả như vậy tập trung điều khiển từ xa là mấu chốt cách nghĩ của trương nguyên thanh cực kỳ rõ ràng rất nhanh chế định ra kế hoạch trước xử lý kẻ bắt cóc nắm trong tay điều khiển bom giải quyết quả bom kế tiếp liền có thể tính toán cho lâu dài mà làm sao tập trung điều khiển từ xa của bom trương nguyên thanh tính hỏi linh từ trên thân hỏa sư này tìm kiếm manh mối nghĩ đến liền làm đáy mắt trương nguyên thanh dâng trào màu tối đen câu thông linh lưu lại ở trong thi thể triệu hồi nó ra, nuốt chửng vào. Giang Ngọc Nhị trợn to mắt, vành mắt ửng đỏ, bộ dáng mờ mịt, tựa như một cô gái nhỏ không hiểu tình huống, lại không dám hỏi kỹ. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Bom có hai chỗ, lầu một cùng lầu hai đều có một quả, điều khiển từ xa bom lầu một, ở trong tay kẻ bắt cóc lầu hai, điều khiển từ xa quả bom lầu hai, thì ở trong tay kẻ bắt cóc lầu một. Nói cách khác, hắn phải cùng lúc xử lý hai kẻ bắt cóc nắm giữ thiết bị khống chế. Một mình mình không làm được đồng thời giết chết kẻ bắt cóc ở lầu 2 cùng lầu 1, để đằng viễn hỗ trợ. Không, anh ta một khi đi vào đại sảnh bệnh viện, bom sẽ lập tức nổ tung. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng soạn tin nhắn, gửi cho Lý Đông Trạch. Sau đó, hắn nhìn về phía dì trẻ, thấp giọng nói, dì trốn ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, nếu xảy ra vụ nổ, không cần hoảng. Dì trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lại lo lắng nói, mày thì sao? Cháu không sao, trương nguyên thanh khoát tay tiếp theo cảm nhận được điện thoại di động rung lên lý đông trạch gửi tin nhắn đội trưởng viên 2 phút sau đến một bên khác ngoài tòa nhà phòng khám bệnh đằng viễn đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đẻ nút bộ đàm lý hiền tông mày hẳn là có thể nhìn thấy tao rồi trong bộ đàm truyền đến tiếng cười lười biếng tao làm sao biết mày có phải nguyên thủy thiên tôn hay không bỏ khẩu trang cùng mũ ra cho tao nhìn xem đằng viễn lạnh nhạt nói bỏ khẩu trang cùng mũ ra mày có thể xác định là tao có đạo lý, tiếng cười của Lý Hiển Tông truyền đến. Vậy tao coi như mày là nguyên thủy thiên tôn, bây giờ cho mày một sự nhắc nhở, dưới quầy hỏi ở lầu 1, bom lắp ở đó có vài phút nữa, sẽ tự động nổ tung. Thiết bị khống chế ở trên người tên mặc áo khoác màu đen kia, muốn cứu người thường trong bệnh viện, thì mau chóng hành động. Nguyên thủy thiên tôn, để tao nhìn xem trình độ của mày đi. Đằng viễn nâng tay, đặt ở bên tai, thấp giọng nói, nghe thấy chưa? Microphone không dây truyền đến tiếng của Lý Đông Trạch, Hắn đang lừa cậu, lầu 1 cùng lầu 2 đều có bom, nhưng thiết bị khống chế bom lầu 1 ở trong tay kẻ bắt cóc lầu 2, cậu một khi xâm nhập, kẻ bắt cóc lầu 2 sẽ dẫn nổ bom lầu 1. Đằng viễn, anh làm sao mà biết được, Lý Đông Trạch, Nguyên Thủy đã lẻn vào bệnh viện, cậu ta ám sát một kẻ bắt cóc, thông qua hỏi Linh thu hoạch tình báo. Đằng viễn, thằng nhóc này, thực làm người ta an tâm mà, quay về tăng lương cho cậu ta. Lý Đông Trạch, tôi mới là thập trưởng. Lý Đông Trạch, cậu tạm thời đừng đi vào, làm bộ do dự có thể kéo dài bao lâu thì bấy lâu lý hiển tông đang chú ý cậu đằng viễn tính toán thời gian chấp sự cùng tiểu đội khác sắp tới rồi anh từng nghĩ lý hiển tông dựa vào cái gì còn dám ở lại trong bệnh viện hay không nội tình cùng tự tin của hắn là cái gì lý đông trạch cậu là nói hắn có tự tin thoát thân nói đến một nửa lý đông trạch chuyển hướng viên đình đến rồi chuẩn bị hành động đằng viễn cậu xem tình huống trợ giúp đằng viễn rõ Viên Đình lẻn vào bệnh viện rồi, anh ta phụ trách đánh gục kẻ bắt cóc lầu 1, cậu phụ trách lầu 2. 3 giây sau, tôi sẽ bảo Vương Thái chặt đứt hệ thống camera giám sát trong bệnh viện. Điện thoại di động khẽ rung lên, Trương Nguyên Thanh xem xong tin tức, trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3. Hắn tiến vào dạ du, như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lao ra ngoài. Một bên khác, trong phòng giám sát, ánh mắt Lý Hiền Tông từ trên người đằng viễn rời đi, đầu tiên là xem thời gian, tiếp theo đảo qua lầu 1, lầu 2, lầu 4. Thời gian của hắn không nhiều nữa, loại cách chơi này lợi dụng là thời gian tranh lệch, tiếp tục tiêu hao dần, chỉ còn đường chết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ hắn phải rút lui. Nghĩ đến đây, Lý Hiển Tông theo bản năng sờ sờ túi tiền, xác nhận đạo cụ còn ở trong túi. Đạo cụ này không có tính công kích, nhưng cấp bậc rất cao, trừ một ít thủ đoạn phong cấm đặc thù, không ai có thể vây khốn hắn. Đây là nguồn gốc cho sự tự tin hắn có gan mạo hiểm, có gan chơi khủng bố tập kích. Phải biết rằng, ở đô thị lớn làm ra khủng bố tập kích, trừ phi không muốn sống, nếu không cho dù là cao thủ giai đoạn thánh giả, cũng không dám chơi như vậy. chương 316, giải cứu con tin 3. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, cầm lấy bộ đàm, số 4, để tao nhìn thấy mày, số 4, để tao nhìn thấy mày. Trong bộ đàm im ắng, không ai đáp lại, Lý Hiền Tông khẽ nhướng chân mày, chuyển sang hỏi, số 5, làm sao thế? Gã gầy gò ở sảnh đợi khám bệnh của lầu 4 nắm lên bộ đàm trả lời, cười hề hề nói, số 4 ở bên trong chơi gái, nghe nói gặp được một đứa cực phẩm. Mày đi xem xét một chút, tao hoài nghi nguyên Thủy Thiên Tôn đã ẩn núp vào. Hắn không phải ở cửa sao, Lý Hiền Tông cười nói, lời của chính phủ, mày sẽ tin. Gã gầy gò lập tức bỏ lại con tin, đi về phía hành lang khoa phụ sản, cùng lúc này, Lý Hiển Tông thấy từng màn ảnh giám sát, hình ảnh chập trơn, toàn bộ biến thành bình bông tuyết. Đến rồi, Lý Hiền Tông hướng bộ đàm ra lệnh có người chặt đứt camera giám sát rồi, lập tức dẫn nổ bom. Kẻ bắt cóc lầu hai thu được tin tức bộ đàm, một gã làn da ngăm đen, trầm mặc ít lời trong đó không có bất cứ sự do dự gì, đưa tay sờ về phía túi tiền. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu rồi, từ một khắc biết được hắc vô thường bị giết, chén thánh rơi vào trong tay chính phủ, cuộc đời của hắn cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Cuộc đời tuyệt vọng nên ở cuối cùng nở rộ ra đốm lửa hoa mỹ. Đoàng đoàng, ngay tại khoảnh khắc ngón tay hắn chạm đến thiết bị dẫn nổ, hai viên đạn nổ tung ở gáy hắn, lực đánh cùng ánh lửa bùng nổ, đánh cho thân thể người đàn ông lệch đi, vấp pháp lui về phía sau. Hình ảnh óc văng khắp nơi trong tưởng tượng chưa xảy ra, đây là một tên thổ quái. Ở phía sau hai người, thân hình kẻ tập kích hiện ra, tướng mạo trẻ tuổi, khuôn mặt răng kín vết cháy đen đỏ. Đối mặt tập kích bất thình lình, hai kẻ bắt cóc sớm có chuẩn bị trong lòng, một kẻ nâng súng bắn, một kẻ tiếp tục quá trình dẫn nổ bị gián đoạn. Đoàng đoàng, viên đạn bắn chúng người đánh lén, lại như đánh trúng ảnh ngược. Trương Nguyên Thanh ẩn thân ở trong góc, lấy ra bù nhìn, bù nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hóa, vặn vẹo mọc ra mắt, mũi, đúng là bộ dáng của thổ quái. Hai ngón tay Trương Nguyên Thanh kẹp đầu bù nhìn, chợt dùng sức. Bù nhìn lộ ra vẻ mặt đau đớn. Một giây sau, tên thổ quái kia đột nhiên ôm cổ, phát ra tiếng a à a à gian nan, khuôn mặt hắn bị một tầng sắc thái cho bụi bao phủ. Đủ loại cảm xúc tiêu cực hiện lên ở trong đầu, phẫn nộ, đau đớn, giết chóc, căm hận, bi thương lý trí vị thổ quái này ở trong xa ngã đánh mất biến thành man thú bị cảm xúc tiêu cực chi phối hắn tập trung mục tiêu là một tên bắt cóc khác duy nhất có nguy hiểm bổ nhào về phía hắn đệch đồng bạn vẻ mặt âm trầm tức giận mắng một tiếng vừa lui về phía sau vừa mang nòng súng nhắm vào thổ quái bóp cò đoàng 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 từng viên đạn bắn vào trên đầu thổ quái như đánh trúng hộ giáp sắt thép đạn bắn ra bốn phía dọa con tin xung quanh bối rối thét chói tai hốt hoảng chạy trốn Người đàn ông vẻ mặt âm trầm vứt bỏ súng lục bắn trượt, lắc mình một cái tránh đi nắm đấm không có kết cấu của thổ quái, đưa tay sờ về phía túi của đối phương. Hắn muốn lấy được thiết bị dẫn nổ, lúc này, khóe mắt người đàn ông vẻ mặt âm trầm liếc thấy người đánh lén một lần nữa hiện thân, xuất hiện chỗ mấy mét bên trái, khác với ảo ảnh vừa rồi là, khuôn mặt người đánh lén có thêm một cái kính dâm. Người đánh lén nâng lên nòng súng ngắm chuẩn hắn, đoàn, súng lục họng súng lớn phun ra khói thuốc súng cùng ngọn lửa, đầu đạn màu lửa đỏ xoay tròn tốc độ cao bắn ra một mảng bọt nước bắn tung tóe trên thân kẻ bắt cóc tựa như hòn đá ném vào ao nước đây là một vị thủy quỷ hắn có thể tạm thời không để mọi công kích vật lý vào mắt người đàn ông sắc mặt âm trầm hướng người đánh lén lộ ra nụ cười trào phúng hắn thành công thò tay vào túi quần thổ quái nhưng ngay lúc này người đánh lén vứt bỏ súng lục hai tay không biết khi nào có thêm một đôi găng tay che nửa ngón tay màu đỏ hai tay nắm đấm lại đập ở ngực ầm um, lửa cùng sóng nhiệt quay cuồng tựa như một viên lựu đạn đương lượng nổ cao nổ tung ở sảnh đợi khám bệnh, sóng xung kích chấn động vách tường chớp lên một phen, lửa liếm vào vật phẩm dễ cháy. Thủy quỷ và thổ quái ở trong tiếng nổ mãnh liệt, song song bay ra ngoài. May mắn vừa rồi chiến đấu, khiến con tin phụ cận chạy tứ tán, bằng không chỉ lần này, con tin đã sớm chết bảy tám phần. Đương nhiên, cũng chính là vì con tin chạy thoát, Trương Nguyên Thanh mới dám dùng một chiêu này. Hắn nhặt lên súng lục bùng nổ trên mặt đất, hướng thủy quỷ bóp cò, ép hắn không ngừng quay cuồng. Trương Nguyên Thanh vừa nổ súng, vừa đi về phía thổ quái cứng ngắc, tựa như sát thủ lạnh lùng hành tẩu ở trong mưa bom bão đạn. Chương 317, rốt cuộc tìm được mày rồi, một. Lúc này, thổ quái lắc lắc đầu, lảo đảo đứng lên. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên, hai đầu gối quỳ về phía xương cổ đối phương, thổ quái một lần nữa nằm úp sấp về trên mặt đất. Cái tay đeo găng chộp một cái về phía hư không, lấy ra một cây đoạn đao màu bạc dài 40 cm, sơ lên cao, hướng cái gáy thổ quái ra sức đâm xuống. Phập, hiệu quả phá giáp của lưỡi dao khát máu, trực tiếp phá hủy phòng ngự thổ quái lấy làm kiêu ngạo, nửa lưỡi dao đâm vào đầu. Thổ quái nhất thời không dãy dụa nữa, tên thủy quỷ kia nhân cơ hội chạy về phía chỗ sâu trong khu hỏi trần đoán bệnh. Trương Nguyên Thanh không đi quan tâm thủy quỷ đào tẩu, lấy ra thiết bị dẫn nổ trong túi thổ quái, hắn vừa lấy được món đồ này liền nghe thấy hành lang ngoài sảnh chờ trần đoán vang lên tiếng rơi xuống đất nặng nề theo tiếng nhìn lại là viên đình. Vị hạ lưu chi vương sau này mặc quần âu màu đen, áo sơ mi màu đen, trên khuôn mặt có một luồng khí chất tôn quý vô cùng. Ở bên cạnh hắn, còn có một tráng hán khôi ngô sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc, hai ngón tay đen thùi bén nhọn, ánh mắt đục ngầu. Đây là một cương thi, hai kẻ bắt cóc dưới lầu giải quyết rồi, con tin đã đuổi đi, cậu lấy được thiết bị dẫn nổ chưa? Viên đình tốc độ nói cực nhanh, tôi cũng xử lý xong rồi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ trên thân cương thi rời đi, nói, nhưng chạy thoát một tên thủy quỷ, tầng 4 cũng còn có một kẻ bắt cóc, ừm, còn có Lý Hiển Tông. Hành động thuận lợi hơn so với hắn đoán trước, giải quyết xong quả bom, con tin liền có thể thoát đi, bằng nhân số trước mắt của kẻ bắt cóc, rất khó khống chế con tin nữa. Hơn nữa lúc này đám người Lý Đông Trạch tất nhiên đã bắt đầu hành động. Viên Đình gật đầu nói, làm không tệ, cậu trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Đừng lãng phí thời gian, đi lầu bốn đi. Hắn vừa dứt lời, Xung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên một đám sương mù. Sương mù trắng xóa bao phủ che chắn tầm nhìn, cũng che phủ viên đình trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh. Cẩn thận, yêu mê hoặc giai đoạn thánh giả gọi là Chúa tể sương mù, tác chiến ở trong sương mù dày đặc, bọn họ là vô địch, đây là đạo cụ của Lý Hiền Tông Thanh Âm Viên Đình chợt kết thúc. Xung quanh tràn đầy yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không phân biệt được phương hướng, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn một mình hắn. Nơi ánh mắt có thể đạt được đều là sương mù dày đặc sương mù dạng hạt theo luồng khí mà đi, tựa như suối nước, tựa như lụa mỏng bay múa. Trương Nguyên Thanh chưa đi lung tung khắp nơi, cẩn thận đứng ở tại chỗ. Lý Hiền Tông triệu hồi đám sương mù này là không tính bỏ qua. hắn kéo dài càng lâu, sát suất thoát đi liền càng nhỏ. Kẻ này là có chỗ dựa khác, hay là đầu óc xảy ra vấn đề? Mặt khác, tùy phó thanh dương không liên lạc được, nhưng văn phòng cảnh sát khẳng định báo cáo sự tình lên. Chấp sự trong khoảng thời gian ngắn không chạy đến được có thể lý giải cầu trưởng lão cũng không chạy tới sao. Lần sau nhìn thấy hắn, mình vẫn muốn xoa mạnh cái đầu chó. Đang nghĩ, hắn nghe thấy một tiếng súng vang, trong lòng lập tức dùng mình, theo bản năng bổ nhào quay cuồng. Đoàn đoàn, lại là hai tiếng súng vang, bụng trương nguyên thanh đau nhói, biết mình đã trúng đạn. Bằng vào ký ức, hắn lăn mãi đến cạnh chỗ ngồi công cộng, mượn dùng quầy hỏi thăm ngăn cản viên đạn đến tiếp sau. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân từ sâu trong xương mù dày đặc truyền đến, tiếp theo là một tiếng cười tản mạn. Tao còn có 2 phút thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu mày có thể kiên trì 2 phút ở dưới tay tao, vậy chúng ta lần sau lại chơi tiếp. Bằng không, tao hôm nay liền sớm kết thúc thí luyện, lấy đầu mày đổi tiền thưởng. Kiêu ngạo, Trương Nguyên Thanh đặc biệt nóng nảy dễ giận, theo bản năng muốn nâng súng lục lên bắn về phía phát ra âm thanh, sau đó kiềm chế tính tình nóng nảy. Hắn đang kích thích mình ra tay, Trương Nguyên Thanh nhớ lại chi tiết vừa rồi, lúc tiếng súng vang lên, hắn là đứng ở tại chỗ bất động, nếu đối phương lúc ấy đã tập trung mình vậy đầu đã sớm nở hoa rồi. Nhưng, chờ hắn làm ra động tác quay cuồng, viên đạn mới trúng bụng. Là vì bia ngắm di động dễ trúng hơn so với bia cố định. Hiển nhiên không phải, mà là mình đứng thẳng bất động, lúc ấy chưa bại lộ vị trí, về sau khi quay cuồng, mới bị tập trung. Đối phương rất có thể là căn cứ xương mù rung động để phán đoán vị trí của mình, Trương Nguyên Thanh lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, thao túng nó trèo lên quầy hỏi thăm, đánh đổ chậu hoa. Đoàng đoàng tiếng trậu hoa vỡ cùng tiếng súng đồng bộ vang lên, quả nhiên, hắn là dựa vào sương mù rung động để phán đoán vị trí. Trương Nguyên Thanh ở khoảnh khắc súng tiếng vang lên, bổ nhào ra ngoài, bắn về phía nguồn âm thanh. Trương 318, rốt cuộc tìm được mày rồi, hai. Vỏ súng trượt đi, nòng súng phun ra lửa cùng khói thuốc súng, đầu đạn ở trong sương mù dày đặc ma sát ra quỹ tích màu đỏ nhạt. Viên đạn chưa trúng kẻ địch, hóa thành đạn lạc bật ra ở trên thân tường đây mới là trình độ bắn chân thật của hắn đáng chết chưa trúng trương nguyên thanh liên tục quay cuồng tiến vào tiềm hành chạy về phía sảnh đợi khám bệnh không cần thiết cứng đối cứng với kẻ này con tin đã giải cứu đào tẩu là lựa chọn chính xác tao là có đồng bạn vì sao phải đơn đấu với mày hắn vừa có động tác sương mù phía sau dâng trào chiều dâng ập tới trương nguyên thanh không chút nghĩ ngợi quay đầu nổ một phát súng kẻ tập kích phía sau tựa như sớm dự liệu được động tác của hắn ở trước khi hắn quay đầu giơ cánh tay, đầu hơi lệch đi, hào quang màu đỏ nhạt dán bên tai đối phương bắn qua. Ở trong sương mù của tao, mày là không chạy thoát đâu. Khoảng cách hai bên đủ gần, trong sương mù dày đặc lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao cao, mắt sắc bén như đao, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ giống như trào phúng giống như khiêu khích. Trương Nguyên Thanh cùng lúc thấy rõ khuôn mặt này, cũng nhìn thấy đôi mắt đối phương đột nhiên hiện ra phù văn quỷ dị màu đỏ sậm mê hoặc kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm mê hoặc thời gian dài có thể đạt tới trình độ thao túng người khác mê hoặc ngắn ngủi có thể tạo thành chấn động đối với tinh thần lực người ta trương nguyên thanh không chút dao động nâng nòng súng lên bắn qua một phát có kinh nghiệm lần trước chiến đấu với u hướng vinh hắn đã sớm cho bản thân một phát tịnh hóa khuôn mặt lý hiền tông lộ ra kinh ngạc rõ ràng hắn bày ra sức phản ứng yêu mê hoặc nên có thân thể ngửa ra sau kéo chân phải đá bốp vào cổ tay trương nguyên thanh Viên đạn bắn về phía trần nhà. Súng lục bùng nổ trong tay Trương Nguyên Thanh rời tay bay đi, xoay tròn rơi ra khỏi lan can, rơi về đại sảnh lầu một. Không có bất cứ sự do dự nào, Trương Nguyên Thanh thi triển kỹ năng dạ du, ẩn đi thân hình. Lúc này, hắn thấy Lý Hiển Tông nâng nòng súng, chỉ về phía mình đã sớm né tránh đến một bên. Hắn có thể nhìn thấy mình, hắn là căn cứ xương mù lưu động phán đoán vị trí của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, dạ du có thể che giấu thanh âm, khí tức cùng nhiệt lượng, nhưng không phải thật sự hư hóa, khi hành động khẳng định sẽ tạo thành luồng khí. Trên trình độ nào đó, năng lực này của yêu mê hoặc rất khắc chế tiềm hành của thần dạ du. Đoàn đoàn, viên đạn bắn lên mặt đất, đánh vỡ gạch, Trương Nguyên Thanh tránh đi viên đạn khom lưng vòng đến phía sau Lý Hiển Tông, rút ngắn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Hắn một tay cầm chày phục ma, một tay cầm lưỡi dao khát máu, thứ trước đâm về phía lưng, thứ sau chọc về phía cổ. Khóe miệng Lý Hiển Tông nhếch lên, bước chéo sang bên cạnh một bước, quay người, tay phải năm ngón tay tung bay, dao bướm màu bạc ở trong quá trình tung bay mở cánh ra, lộ ra lưỡi dao nguy hiểm. Lý Hiền Tông trở tay quét ngang, vừa vặn vung lên chém vào lưỡi của lưỡi dao khát máu, ken tia lửa văng khắp nơi. Hổ khẩu Trương Nguyên Thanh tê dại, suýt nữa không cầm được chuôi đao. Đột nhiên, trong thị giác của Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cơ bắp phần chân Lý Hiền Tông bành trướng, cơ thịt trên lưng chợt căng lên, phát ra một lực lượng từ trên cao hướng xuống con mắt quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước hành động của đối phương trương nguyên thanh lập tức nhấn một bàn tay xuống một cái rác tiếng nứt xương rất nhỏ truyền đến xương bàn tay hắn bị đầu gối cứng rắn đánh nứt trương nguyên thanh lảo đảo lui về phía sau xương mù dày đặc ít nhiều vẫn che chắn tầm mắt bằng không hắn có thể phản ứng lại nhanh hơn chỗ đầu gối lý hiền tông dâng lên ngọn lửa đốt thủng quần làm bỏng đầu gối nhưng hắn tựa như không biết đau không chút nào đình trệ bắt đầu công kích đến tiếp sau Dao bướm hoặc đâm hoặc phung, hoặc chém hoặc chọc, cắt ra ở trên người Trương Nguyên Thanh từng vết thương khó có thể khép lại. Đồng thời, cái tay để không của hắn, hai chân hắn đều là vũ khí đáng sợ, đánh Trương Nguyên Thanh liên tiếp bại lui. Năng lực cận chiến của Lý Hiền Tông so với Trương Nguyên Thanh cao hơn vài cấp bậc, cấp 3 tố chất thân thể cũng cao hơn thần giả du cấp 2. Nếu không phải con mắt kẻ quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước, bạo đồ quyền sáo giao cho hắn nhanh nhẹn, Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã đầu một nơi mình một nẻo. Phốc, Lý Hiền Tông một đao cắt sách ngược Trương Nguyên Thanh, máu tươi phun ra từng mảng lớn, vị yêu mê hoặc này nhấm nháp được hương vị máu tươi, đôi mắt đỏ rực, chiến ý dâng cao. Bịch bịch bịch, Trương Nguyên Thanh vừa thở dốc, vừa lui về phía sau. Chương 319, rốt cuộc tìm được mày rồi ba. Trạng thái bây giờ của hắn rất không ổn, cả người đau đớn, vết thương không thể khép lại khiến hắn dần dần xuất hiện dấu hiệu mất máu quá nhiều, sinh ra váng đầu, mệt mỏi các loại bệnh trạng. Hiển nhiên, con dao bướm này trong tay Lý Hiển Tông cũng có công năng chảy máu. Viện binh sao còn chưa đến, là xương mù dày đặc trở ngại bọn họ. Mình sắp không chống đỡ được rồi, may mắn chưa dùng lưu hương cóc trời, bằng không chơi với lửa có ngày chết cháy. Trạng thái thân thể Trương Nguyên Thanh trượt xuống thẳng tắp, đối mặt kẻ địch công kích dày đặc như mưa rào, hắn thậm chí cũng không có thời gian lấy ra khăn van đỏ, hơn nữa, triệu hồi cô dâu ma cần 2 đến 3 giây tụ lực, cô ta mới sẽ xuất hiện, không thích hợp dùng ở loại thời điểm này phải nghĩ cách sáng tạo thời gian, cũng không tệ lắm, nhưng yếu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lý Hiền Tông thẻ đầu lưỡi, tựa như muốn liếm vết máu trên lưỡi dao, nhưng không biết vì sao nhịn xuống, nhếch miệng cười nói. Còn có một phút đồng hồ, đừng nghĩ viện binh sẽ đến cứu mày, sương mù dày đặc sẽ làm bọn họ bị lạc phương hướng, chế tạo ra hiệu quả tương tự quỷ dựng tường, không có ai sẽ đến cứu mày một miếng thịt trên thớt. Ngoài miệng nói, tay chân không chậm, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội thở dốc, tung người lao tới kiêu ngạo con bà mày trong mắt trương nguyên thanh trợt lóe ánh lửa hai tay nắm đấm hung hăng đập một phát lên ngực ầm lửa cùng luồng khí quay cuồng ở đại sảnh đợi khám bệnh trong mắt trương nguyên thanh lửa giận sôi trào căn bản không ngừng liên tiếp đập nắm tay ầm 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 tiếng nổ một lần tiếp một lần lực đánh giống như thủy triều lý hiền tông bị nổ tung dày đặc chấn mộng luồng khí đẩy lên ngực hắn ném hắn bay đi khiến hắn cuộn lại như con tôm bỏ qua công kích vụ nổ duy trì mười mấy giây rốt cuộc bình ổn, Trương Nguyên thanh than ngã xuống đất, thất khiếu tràn đầy huyết, nhiều chỗ gan xuất hiện tổn thương, nhưng cuối cùng chế tạo ra cơ hội. Không có do dự, hắn lập tức triệu hồi ra khăn van đỏ. Nhưng đúng lúc này, Trương Nguyên thanh kịch liệt ho khan, ho ra máu, ho tới mức chóp mũi ứa máu, trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, phổi nóng như lửa thiêu, nội tạng cũng nhanh chóng suy kiệt. Hắn đã trúng độc, Lý Hiền tông cuộn mình dưới đất cười lên, tiếng cười kiêu ngạo mà khoái ý quanh quẩn, hắn chậm rãi bỏ dậy, khóe miệng nhếch lên. Sinh mệnh lực của thần giả du quả nhiên cường đại, tao bôi cổ độc ở trên lưỡi dao, qua hơn một phút mới thấy hiệu quả. Phu cổ sư tuy hèn mọn dơ bẩn, nhưng thủ đoạn của bọn hắn quả thật hữu dụng. Hắn từng giết một phu cổ sư cấp 4, hắn có cổ độc. Tầm mắt trương nguyên thanh càng lúc càng mô hồ, tay chân không dùng được sức, trái tim nhảy lên bắt đầu mỏng manh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lý Hiền Tông không nói lời thừa thêm nữa, rút ra súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu Trương Nguyên Thanh. Xin lỗi, đầu của mày, tao nhận. Ngay sau đó, hắn mất đi thị giác, vị trí cẳng chân Lý Hiền Tông, một tiểu anh linh gắt gao vây quanh, đổi đi thị giác của hắn. Tiểu đậu bỉ, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn chưa hướng tiểu đậu bỉ truyền đạt chỉ lệnh công kích, một mặt là mệt mỏi ứng phó kẻ địch, một mặt là bao tay bùng nổ khiến hắn trở nên lỗ mãng cùng ngốc nghếch. Nhưng thấy chủ nhân có nguy cơ, tiểu đậu bỉ tự mình lên rồi, nói đi cũng phải nói lại, nó đã có linh trí không thấp. Bắt lấy cơ hội này, hai tay Trương Nguyên Thanh run rẩy, gian nan đội khăn voan đỏ ở trên đầu. Hừ, Lý Hiền Tông mất đi thị giác không chút kinh hoàng, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác phát ra mùi tanh tươi, khoác ở trên người. Tiếp theo, hai tay hắn chắp lại, hướng bên chân vái một cái. Tước phúc, nguyên rùa. Tước phúc cùng nguyên rùa của vô cổ sư là chẳng phân biệt thân thể cùng linh thể, đối phó linh thể tuy không thuận buồm xuôi gió như huyễn thuật sư, nhưng oán linh thấp bậc không cao đạo cụ cấp thánh giả này có thể tạo được hiệu quả không tệ áo khoác dơ bẩn nhộn nhạo lên hào quang màu đen như thủy chiều cọ rửa về phía anh linh chỗ cẳng chân tiểu đậu bị hét dầm lên thân thể nhanh chóng tiêu tán hơn nữa biến thành đục ngầu nhiễm lên dơ bẩn nhưng nó vẫn không buông tay một giây hai giây ba giây bốn giây thị giác trao đổi qua tiểu đậu bị kiên trì đến cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất trở nên càng lúc càng nhạt càng lúc càng nhạt Vừa khôi phục thị giác, Lý Hiển Tông nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát hiện đầu hắn đội vải đỏ, âm khí đáng sợ mà minh mông dập trời dập đất buông xuống, như thủy triều, như sóng thần. Lý Hiển Tông dựng thẳng lông tơ, trực giác đến từ yêu mê hoặc bắt đầu cảnh báo. Hắn hướng về đầu kẻ địch bắn hai phát, không đi nhìn kết quả, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cây phấn viết, vẽ ở trên mặt đất một vòng tròn. Trường 320, rốt cuộc tìm được mày rồi bốn. Ngay sau đó, màn ánh sáng màu vàng bao phủ vòng tròn, bao phủ hắn. Lý Hiền Tông biến mất ở trong màn ánh sáng, mà lúc này, thân thể Trương Nguyên Thanh bị cô dâu ma tiếp quản, hai cánh tay biến thành đen xì, cơ thịt cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên, mười ngón tay bắn ra móng tay bén nhọn. Nhưng kẻ địch đã biến mất, cô dâu ma tìm không thấy kẻ địch, người ra ở tại chỗ. Đi, đi cứu nó. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nói, cô dâu ma cảm nhận được ý chí của hắn chậm rãi đi về phía tiểu đậu bỉ bên bờ vực tiêu tán. Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng cô dâu ma, chậm rãi quỳ xuống, giang hai tay, ôm anh Linh sắp mất đi vào trong lòng, tựa như ôm ấp thứ mất đi rồi lại có. Hắn mang tiểu đậu bỉ dung nhập trong thân thể, rốt cuộc như chút được gánh nặng mất đi ý thức. Vịnh phó ra, mặt trời chiều ngã về Tây, trong phòng hội nghị rộng rãi. Vẻ mặt phó thanh dương như xương động, nghe các cấp dưới báo cáo. Trước bàn hội nghị, Bạch Long, Thanh Đằng, Đằng Viễn, Đại cơ bá, quyền vương các đội trưởng khu Khang Dương ngồi đó, cùng với bộ phận thành viên quan trọng. Trong lần tập kích này nhằm vào bệnh viện Bình Thái, có 7 người bị hại, 23 người bị thương nhẹ, bom đã tháo dỡ nhưng tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, trước mắt đã chuyển giao văn phòng cảnh sát xử lý. Lý Đông Trạch đơn giản lướt qua chuyện giải quyết hậu quả, những thứ này không phải ngũ hành minh phụ trách, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh gục linh cảnh hành giả làm loạn. Trừ kẻ làm chủ lý hiền tông đào tẩu, kẻ bắt cóc còn lại đã đánh gục toàn bộ. Lý Hiển Tông lần này là mưu tính đã lâu, hắn mê hoặc kẻ xa ngã, làm sâu sắc tín nhiệm ngọc đá cùng vỡ của bọn họ, làm bọn họ khởi xướng tập kích kiểu tự sát, mà bản thân Lý Hiển Tông đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Lý Đông Trạch nâng lên điều khiển từ xa, mở ra máy chiếu. Trên tấm màn xuất hiện một tấm ảnh, trong ảnh là vòng tròn dùng phấn vẽ ra. Trải qua khám hiện trường, chúng ta đã tìm được thủ đoạn đào tẩu của Lý Hiển Tông. Căn cứ đồng nghiệp Trung Đình phân tích đây là một món đạo cụ nghề nghiệp thổ quái đáng tiếc lúc ấy camera dám sát tắt chưa nhìn thấy tình huống cụ thể lý đông trạch nói linh quân hiếm khi được tham dự hội nghị nói may mắn là loại tập kích này rất khó phục chế căn cứ cơ chế trừng phạt giá trị đạo đức người tuy là kẻ xa ngã giết nhưng lý hiển tông mê hoặc bọn họ cũng sẽ khấu trừ giá trị đạo đức nhất định trong một đoạn thời gian rất dài hắn không dám chơi như vậy nữa cơ chế giá trị đạo đức chia ra trực tiếp cùng gián tiếp gián tiếp giết người Chính là linh cảnh hành giả lợi dụng năng lực, khống chế người khác phạm tội Chỉ là so sánh với trực tiếp giết người, gián tiếp khấu trừ giá trị đạo đức sẽ ít Hơn nữa phải chia ra sức khống chế mạnh yếu Ví dụ như, trực tiếp khống chế con dối giết người, khấu trừ giá trị đạo đức giống với trực tiếp giết người Nhưng xúi dục, rượt dây người khác phạm tội, giá trị đạo đức khấu trừ sẽ xem trình độ xúi dục khác nhau Cho giảm nhẹ, giảm phân nửa Linh cảnh là không có bác, tựa như một chương trình tỉ mỉ biên soạn lỗ hồng người ta có thể nghĩ đến, nó đều đoán trước được. Lúc này, Khương Tinh vệ oán giận nói, nếu trưởng lão có thể kịp thời chạy tới, sự việc đã sớm giải quyết. Cô nói ra lời các đội trưởng không dám nói. Bọn họ biết Phó Thanh Dương gặp nữ hộ Pháp Ikawa của hư vô giáo phái tập kích, nhưng không rõ cầu trưởng lão vì sao chậm chạp chưa chạy tới. Phó Thanh Dương nhìn quanh bên cạnh bàn, nói cầu trưởng lão đi thủ đô làm việc. Thay nguyên Thủy Thiên Tôn tịnh hóa đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia. Sau khi giải thích đơn giản, hắn nhìn về phía quan nhã, hỏi. Cảm xúc của quan nhã có chút hạ thấp, đã tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho cậu ta, tính mạng không ngại, chỉ là sau khi tỉnh lại, có chút tinh thần xa sút Các đội trưởng không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi tìm được nguyên thủy thiên tôn, hắn quỳ dạp dưới đất, hai tay như là ôm cái gì, không nhúc nhích, kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh đã cực kỳ mỏng manh. Lúc kiểm tra thương thế, phát hiện cả người hắn hơn 10 chỗ vết đao, hai nơi bị thương bởi súng, mất máu nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt, khó có thể tưởng tượng, ở trong một hai phút ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đả kích thế nào. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, tiếp đó giãn ra, nói có thể sống sót ở dưới tay Lý Hiển Tông, đã là may mắn, nguyên thủy tăng lên quá nhanh, chịu chút đả kích không có gì tệ. Tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, ai cũng đừng đi an ủi cậu ta. Vậy sẽ chỉ kích thích đến lòng tự trọng của hắn. Phó Thanh Dương tiếp theo nói, kế tiếp, nhiệm vụ của mọi người là ở trong khu trực thuộc của mình, toàn lực lùng bắt Lý Hiển Tông, cảnh báo các cấp dưới trong đội ngũ, phải phòng bị tập kích có thể tồn tại. chương 321, rốt cuộc tìm được mày rồi, năm. Các người đám hành giả cấp 3 này đừng hoạt động một mình nữa, bảo trì điện thoại thông, Ikawa đã bị tôi đánh bị thương, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện, tôi cùng Linh Quân sẽ online 24 giờ. Nguyên Thủy bên kia, mấy ngày nay để cậu ta ở nhà, không cần ra ngoài. Nhiệm vụ thí luyện của tổ chức tạ ác là do Linh Năng Hội, binh chủ giáo và hư vô giáo phái liên hợp khởi xướng, hướng tới là toàn bộ nghề nghiệp tà ác, ai cũng có thể săn giết hành giả chính phủ đạt được tiền thưởng. Chẳng qua đại đa số thời điểm, tiểu nhân vật chém giết với nhau, ở trong mắt đại bộ phận mọi người là đánh đấm quậy phá nhỏ, thiếu chú ý, quyết đấu giữa thiên tài hoặc cường giả, mới là vở diễn chính. Các đội trưởng khẽ gật đầu, bọn họ là hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú, từng trải qua rất nhiều lần tình huống như vậy. Mỗi lúc giữa năm và cuối năm, nghề nghiệp tà ác sẽ khởi xướng đơn phương săn giết đối với hành giả chính phủ, hai bên mở ra điều tra cùng phản điều tra săn giết cùng phản săn giết đều có thương vong tổng thể mà nói vẫn là chính phủ chiếm nhiều lợi thế hơn duy nhất đau đầu là đàn chuột trong mương cống này am hiểu đánh du kích chiến hành tung mơ hồ bất định khiến hành giả chính phủ rất bị động không sợ bọn họ chơi cứng chỉ sợ bọn họ đánh lén tan họp đi phó thanh dương nhìn về phía người đẹp lai quan nhã ở lại một chút mọi người rời khỏi phòng họp trong phòng to như vậy chỉ còn lại có chị em họ Chị hẳn là sắp vào linh cảnh rồi nhỉ? Phó Thanh Dương hỏi, trong nửa tháng, quan nhã gật gật đầu. Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, lấy ra một khẩu súng trường, dài chừng 1.2 mét, thân súng đen xì, vẽ hoa văn màu rát vàng, đẹp vô cùng. Hắn giao súng trường cho quan nhã, tôi nhớ rõ chị từng hướng ra tộc xin đạo cụ này, nhưng hội tộc lão bất mãn sự lười biếng của chị, chưa phê chuẩn, về sau, nó là cậu chị. Quan nhã nhíu mày, hội tộc lão chịu, phó thanh dương lắc đầu, đây là phần thưởng gia tộc cho tôi, sớm chúc mừng tôi vào hội trưởng lão, chỉ cần tôi có thể ở trong phó bản giết chóc trong năm tấn thăng chúa tể. Chị cố ý kẹt ở cấp 2 thật lâu, linh cảnh lần này, tôi hy vọng chị có thể lên tới cấp 3, khẩu súng trường này có thể khiến chị có tư cách tham dự phó bản trong năm. Cũng không thể tiếp tục như vậy mãi, Nguyên Thủy cũng cấp 2 rồi. Một lần này, quan nhã không từ chối, cô nhìn vũ khí thích đã lâu, trầm mặc. Vùng ngoại thành Tùng Hải, quán ba trong lòng đất, ánh đèn nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi, trong loa phát ra giai điệu thư giãn. Tuy là quán bar, nhưng nơi này cũng không có ánh đèn hoa cả mắt cùng sóng âm ồn ào, bởi vì nơi này là chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập, dùng để trao đổi tình báo, giao dịch, bí mật kết nối. Tận tình thanh sắc ngược lại là thứ yếu, cạnh ghế dài ngồi đầy đám người nghề nghiệp tà ác, đại khái có hai ba mươi người, bọn họ có kẻ thấp giọng bí mật nói chuyện, có kẻ có kẻ mặc cả, có kẻ trước mặt mọi người làm vận động bất nhã. Lý Hiền Tông dọc theo cầu thang đi vào quán ba trong lòng đất, ngồi xuống ở bên cạnh thiên linh linh, nói cho bố mày một chai rượu, tùy tiện cái gì cũng được. Người pha chế đẩy tới một chai bia, Lý Hiền Tông chút một hơi, thoải mái ở hơi, giết người uống rượu, nhân gian cực hạn nha. Thiên linh linh vỗ bả vai hậu bối, cười nói chuyện mày hôm nay làm, chúng ta đều đã nghe nói, thằng nhóc mày vừa tới Tùng Hải, danh tiếng đã vang dội nha. Lý Hiền Tông cười nhạo nói, cháu còn chưa giết chết nguyên thủy thiên tôn đâu, muốn thay cháu chúc mừng, chờ cháu làm thịt thằng nhãi đó. Thiên linh linh lắc ly rượu, đã giao thủ, thằng nhãi đó thế nào, ta dị đúng như trong truyền thuyết. Quả thật rất ta, có một món đạo cụ cảnh giới thánh giả, về phần bản thân, coi như không tệ, nhưng giết hắn không khó. Lý Hiền Tông không chút để ý nói, mày có nắm chắc là tốt rồi, thiên linh linh gật đầu, lại nói, đạo cụ thế nào. Một miếng vải rách, nghề nghiệp thần dạ du, chú thiên, chú có con đường thay cháu kiếm một món đạo cụ huyễn thuật sư hay không, không khắc chế món đạo của kia, muốn giết hắn rất khó. Lý Hiền Tông nói ra mục đích hôm nay tới. Thiên Linh Linh nghe vậy cười nói, mày đi tìm Ikawa, lấy thân thể này tướng mạo này của mày, bỏ ra hai quả thận là được rồi. Lý Hiền Tông lườm xéo, Thiên Linh Linh đứng dậy, nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, các vị, chuyện bệnh viện Bình Thái hôm nay nghe nói chưa, hả giận chưa? Đám nghề nghiệp tà ác đều dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía bên này, cùng hô to lên. Hả giận, sướng hay không, sướng, để chúng ta hoan nghênh đại anh hùng, rượu hôm nay miễn phí. Tiếng hô càng thêm kịch liệt, mươi 322, đến tiếp sau một Thằng nhóc này là thật không sợ chết nha, vậy còn có thể toàn thân mà lui, làm tốt lắm, ông đây thích mày điên như vậy. Ha ha ha, thí luyện vừa mới bắt đầu, mày đã cho Tùng Hải phân bộ một đòn rằn mặt, so với những kẻ đi thủ đô châu bò hơn nhiều. Có mang thằng nhãi nguyên thủy thiên tôn kia đánh phọt khứt hay không? Đại anh hùng, bọn tao về sau đi theo mày lăn lột, dẫn bọn tao cùng nhau giết hành giả chính phủ nha, kiếm chút thu nhập thêm. Tiếng kêu quái dị cùng tiếng cười lúc trầm lúc bổng, cô gái làm vận động, cố ý phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Lý Hiền Tông nhếch miệng cười nói, một lũ ngu, chờ sóng âm bình ổn, Thiên Linh Linh nói, không bị bám theo chứ, có xử lý tốt cái đuôi hay không? Lý Hiền Tông không chút để ý nói, cháu có tính toán, bấm thời gian, vượt ở trước khi thánh giả cùng trưởng lão đến đã rời khỏi. Trong hành giả giai đoạn siêu phàm, người có thể theo dõi hắn còn chưa sinh ra, thám báo cũng không được." Đang nói, đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân, thùng, 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 tiếng bước chân rất quái lạ, mỗi một bước đều phải dừng vài giây, như là đứa nhỏ tập tính học bước. Ban đầu chưa có ai để ý, nhưng dần dần, càng lúc càng nhiều người nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang. Tiếng bước chân đâu vào đấy hướng xuống, vẫn duy trì tiết tấu thong thả, như là cố ý muốn hấp dẫn người ta chú ý. Rốt cuộc bọn họ thấy rõ bộ dáng người tới đó là một người phụ nữ mặc váy dài cổ trang màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng hoa mỹ đeo mặt nạ màu bạc trong tay cô nắm một sợi dây thừng đỏ như ẩn như hiện lý hiền tông biến sắc đột ngột cúi đầu thấy chỗ mắt cá chân của mình không biết khi nào bị buộc một sợi dây đỏ to bằng sợi tóc cô gái váy đỏ buông sợi chỉ đỏ tùy ý nó tiêu tán hai tay để sau lưng tiếng mũi chân như cô gái nhỏ cười hì hì nói ô thật náo nhiệt mọi người đang chơi cái gì thế có thể để tôi chơi cùng không? Ánh mắt dưới mặt nạ màu bạc lưu chuyển, nhìn về phía gã đầu chọc, cô kinh ngạc vui vẻ nói. a à, là ông, thiên linh linh, tôi rốt cuộc tìm được ông rồi, còn nhớ sự kiện diệt môn sở ra 21 năm trước không? Chỉ sát cung chủ, nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở quán ba trong lòng đất, thiên linh linh biến sắc hẳn, chén thủy tinh trong tay rắc một tiếng bóp vỡ mất. Chỉ sát cung chủ, cô ta nhằm vào mình khi nào, mình căn bản không có qua lại với người của chỉ sát cung. Lý Hiền Tông lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu tự động hiện lên tin tức chỉ sát cung chủ. Nghề nghiệp nhạc sĩ, nghi ngờ cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đoạn thời gian trước ở trong hạ hầu ra bao vây tiếu trừ thong rong mà lui, trước mắt ở trạng thái bị truy nã. Chú Thiên, sự kiện sở ra diệt môn là chuyện gì? Cô ta, hình như là đặc biệt tới tìm chú. Lý Hiền Tông lặng lẽ thò tay vào túi quần, nắm phấn viết. Lý Hiền Tông, mày con mẹ nó hại chết tao rồi. Thiên Linh Linh sắc mặt xanh mét, Nghe được bốn chữ sở ra diệt môn, hắn đã biết cô gái này là hướng đến mình. Lý Hiền Tông không biết khi nào bị đối phương nhầm vào, sau đó truy nguồn gốc tìm được nơi này. Tiểu tử, đợi lát nữa tao sẽ phụ trách bám trụ cô ta, mày nghĩ cách đi trước. Thiên Linh Linh tuy hận không thể đánh nổ đầu chó của Lý Hiền Tông, nhưng vẫn làm ra quyết định lý trí. Hắn là vụ chủ cấp 5, lấy chiến lược của nghề nghiệp tà ác, có thể đọ sức một chút với cấp 6 nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ sát cung chủ tuy là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đánh không lại, nhưng dây dưa chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, nơi này còn có hai ba mươi vị nghề nghiệp tả ác, ai cũng là hành giả tính tình vặn vẹo, nhưng chiến lược dũng mãnh. Lúc này, những kẻ ác ở quán ba trong lòng đất còn chưa phản ứng lại. Mấy gã đàn ông ở gần đầu cầu thang, vẻ mặt ái muội huyết gió, trêu đùa. Em gái, mặc đẹp như vậy ra ngoài chơi. Hắc, váy này đẹp, nhìn tựa như tiểu thư khuê các cổ đại. Tiểu thư khuê các, vén váy lên để các anh nhìn xem. Tiếng cười vang nổi lên bốn phía, bọn họ còn tưởng cô gái mặc váy đỏ cổ trang, là đồng loại tới quán ba trong lòng đất tiêu khiển. Chỉ sát cung chủ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông lên tiếng trêu chọc kia. Ngay sau đó, một sợi dây đỏ mảnh như sợi tóc vung tới, vung ra tiếng xé gió thê lương. Nụ cười đáng khinh của gã đàn ông động lại ở trên mặt, ngay sau đó, đầu từ trên cổ chậm rãi trượt xuống. Sợi dây đỏ quấn lấy cái đầu, lăn mãi về phía đầu cầu thang, lăn ra một vết máu, lăn đến bên váy chỉ sát cung chủ. Cô nâng lên bàn chân ngọc trắng nõn linh lung, giẫm trên mặt của cái đầu, cười khanh khách, dưới váy người ta có đẹp không? Quán Ba trong lòng đất nháy mắt lâm vào tính nghịch, chương 323, đến tiếp sau hai. Kẻ điên ở đâu ra vậy? Tiếng cười bệnh trạng này, tính cách sát phạt quyết đoán này, quả thực so với yêu mê hoặc còn khát máu hơn, so với huyễn thuật sư còn biến thái hơn. Thiên Linh Linh quát, các vị cẩn thận, cô ta là chỉ sát cung chủ, nhạc sĩ thánh giả đỉnh phong chúng ta đồng lòng hợp sức, xử lý cô ta. Dầm dầm mọi người nhao nhao đứng lên, sắc mặt chăm chú nhìn chằm chằm cô gái váy đỏ đầu cầu thang. Mấy nam nữ đang tằng tiệu với nhau cũng dừng vận động, đàn ông rút ra khỏi thân thể cô gái, cô gái buông ra cái chân kẹp lấy lưng đàn ông, bọn họ thậm chí ngay cả quần áo quần cũng chưa mặc, liền vội vàng bày ra tư thế nghênh địch. Thì ra bà điên này là chỉ sát cung chủ, vậy thì khó trách. Làm hành giả dân bản xứ Tùng Hải, bọn họ tự nhiên biết đại danh của chỉ sát cung chủ, vị này chính là cường giả số một số 2 dưới cấp trưởng lão. Đậu má mày, thiên linh linh, bố mày đến nơi này của mày là tiêu tiền trả phí, không phải muốn chết. Sợ cái gì, nữ nhân này dám tới đây, chúng ta xa luân chiến cũng chơi chết à. Dưới cấp chúa tể, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Thiên linh linh cũng là thánh giả, có chúng ta phụ trợ, sợ một con đàn bà điên như cô ta sao. Chỉ sát cung chủ cúi người, lòng bàn tay chấm một chút máu tươi ở cái đầu, nhẹ nhàng bôi ở trên mặt nạ màu bạc, bôi ra một khuôn mặt đẹp thê lương. Một giây sau, phía sau cô kéo dài ra vô số sợi dây đỏ mảnh khảnh, giống như một bụi hoa hồng nở rộ, lại giống như là xúc tu vặn vẹo đáng sợ. Người pha chế từ trong ngăn kéo tủ rượu lấy ra một khẩu súng săn, ném cho thiên linh linh trước quầy ba, người sau cầm lên, nhắm vào chỉ sát cung chủ, bóp cò súng. Đoàn, nòng súng phun ra khói thuốc súng, màn đạn hướng tới đầu cầu thang bao trùm. Đạn trùm uy lực thật lớn, bị những sợi dây thừng đỏ nhỏ như sợi tóc kia dễ dàng đẩy ra. Một phát súng này khai hỏa khẩu hiệu hỗn chiến, các hành giả tả cạnh ghế dài, kẻ có súng lấy súng, kẻ có đạo cụ lấy đạo cụ, không có cái gì, còn có kỹ năng cùng vật lộn. Chỉ sát cung chủ ngẩng lên cái cổ thon dài trắng như tuyết, trong cổ họng phát ra tiếng ca tuyệt đẹp to rõ. Trong tiếng ca quanh quẩn, những kẻ ác ở quán ba trong lòng đất đầu óc hơi hoảng hốt, sát ý đáy lòng tiêu tán, sợ hãi được vuốt phẳng, tâm tính trở nên vô cùng bình thản nhạc sĩ có thể thông qua tiếng ca truyền tình cảm, ảnh hưởng người nghe. Nhạc sĩ chủ lưu có ba năng lực lớn, thôi miên, trần an, cổ vũ. Mà nhạc sĩ có thâm niên, có thể làm được càng nhiều thao tác tinh tế hơn, ví dụ như mượn dùng ca khúc nào đó, tăng mạnh tình cảm ẩn chứa trong giai điệu cùng ca từ, khiến người nghe sinh ra cảm xúc tương ứng. Chủng loại giai điệu càng nhiều, thủ đoạn lại càng nhiều. Ở trong kẽ hở mọi người mất đi ý chí chiến đấu, được an bình vuốt ve, sợi dây đỏ phía sau chỉ sát cung chủ lao ra ngoài, chia làm hai bộ phận, một bộ phận tập kích hành giả tà ác cạnh ghế dài, một bộ phận tập kích thiên linh linh và Lý Hiển Tông trước quầy ba. Phốc phốc phốc, ngay tại chỗ có 6-7 người bị sợi dây đỏ đâm thủng đầu, trái tim, chết trong im lặng. Một vị huyến thuật sư ở trước khi chết, phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Tiếng của cô không thể so sánh với giọng hát chỉ sát cung chủ, nhưng tựa như một hòn đá nhỏ, đập nổi lên gợn sóng, thiên linh linh đang dốc hết sức chống lại tiếng ca giật mình một cái, mượn dùng tinh thần chấn động của huyến thuật sư, từ trong tiếng ca dẫy thoát. Lý Hiền Tông bỗng bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, triệu hồi ra áo khoác dơ bẩn, phát ra mùi tanh cười, khoác ở trên người. Hắn nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm đánh không đến ta, đánh không đến ta. Sợi dây đỏ bắn nhanh đến, đâm xuyên qua bụng, đùi, cánh tay Lý Hiền Tông, nhưng công kích nhằm vào đầu, trái tim các chỗ yếu hại, lại quỷ dị tách ra, có cái hướng trần nhà, có cái rơi trên mặt đất. Hắn sử dụng là loại năng lực thứ ba của đạo cụ cấp thánh giả này cầu phúc nguyên rùa cùng cầu phúc khẳng định không thể giao động chỉ sát cung chủ cho nên dứt khoát khiến cho vận may của mình tốt lên a à, lý hiền tông đau tới mức da mặt run rẩy một bên khác thiên linh linh nguy nga bất động cơ thịt bành trướng căng nước áo khoác trong tiếng dẹp hai cánh tay hư ảo không đủ ngưng thực từ vị trí xương bả vai thỏ ra một bàn tay nắm trường đao một tay đoản đao hai thanh đao một dài một ngắn vung lên chặt đứt sợi dây đỏ bắn nhanh đến sợi dây đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất giống như cơn mưa đỏ. Thiên Linh Linh đang muốn nắm song đao, bắt đầu cận chiến đối với chỉ sát cung chủ, chợt thấy cô gái váy đỏ đầu cầu thang dơ lên cổ tay trắng như tuyết, búng ngón tay. chương 324, đến tiếp sau, 3. Bốp, những sợi dây đỏ bị chặt đứt kia một lần nữa sống lại, như xúc tu quấn lên Thiên Linh Linh, trói buộc từng tầng. Sợi dây đỏ không ngừng co lại, thiết chặt, từng chút một cắt làn da vị vụ chủ cấp năm này, máu tươi từ trong vết thương như khe hở hẹp chảy ra. Chúa tể, Sắc mặt Thiên Linh Linh rốt cuộc thay đổi, Vụ chủ cấp 5 có một kỹ năng thương hiệu đầu đồng tay sắt. Kỹ năng này đã đặt vững địa vị bá chủ lĩnh vực cận chiến của yêu mê hoặc, Thiên Linh Linh vô cùng tự tin đối với phòng ngự của mình, tự nhận cho dù là nghề nghiệp hợp pháp cảnh giới thánh giả đỉnh phong, cũng đừng mơ dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng vừa đối mặt, thân thể sắt thép lấy làm kiêu ngạo đã bị sợi dây đỏ của chỉ sát cung chủ phá vỡ. Cô ta thành chúa tể khi nào? Phó bản giết chóc rõ ràng còn chưa bắt đầu. Chúa tể trong lòng Lý hiền Tông run lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với thiên linh linh, bỏ chạy về phía góc quán ba trong lòng đất, đồng thời, hắn lấy ra phấn viết trong túi quần. Mục tiêu thật sự của cô ta là thiên linh linh, không phải mình, chỉ cần thiên linh linh có thể bám trụ bà điên này, ta có thể chạy thoát. Trên cái đầu chọc lốc của thiên linh linh, hình xăm vặn vẹo tung hoành kia sáng lên hào quang màu đen, hào quang hóa thành vòng xoáy, làm tâm tính người ta vặn vẹo, ảo giác lạ mắt, tai bị ảo thính. Hoa văn trên đầu Thiên Linh Linh không phải hình xăm, mà là lực lượng mê hoặc sau khi thăng cấp thể hiện. Yêu mê hoặc giai đoạn siêu phàm, phù văn giấu trong mắt, đợi tới cảnh giới thánh giả, phù văn sẽ chậm rãi khuyết tán toàn thân. Đợi tới cảnh giới chúa tể, phù văn mê hoặc trải rộng toàn thân, hành giả cấp thấp chỉ cần nhìn một cái, sẽ thần trí thác loạn, chịu nó mê hoặc. Giết cô ta, bất kể trả giá giết cô ta. Thanh âm Thiên Linh Linh trầm thấp mờ mịt, nhất thời, nghề nghiệp tà ác còn sống sót bên cạnh băng ghế hai mắt đỏ rực không để ý tất cả lao về phía chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ nâng cánh tay, dùng sức vung, sợi dây đỏ dày đặc tựa như suối phun, vặn vẹo phô trương quét ngang toàn trường. Tiếng binh binh bốp bốp vang lên hỗn loạn, ghế dựa lưng cắt gấy, quầy ba cắt ra vết rách nhỏ bé dày đặc, cái bàn chia làm hai nửa, mặt cắt phẳng. Đám người nghề nghiệp tà ác thân thể chia năm xẻ bảy, đầu bay lên, đứt ngang lưng, tay chân chia lìa. Lý Hiền Tông bằng vào cầu phúc, né tránh đại bộ phận công kích, bỗng nhiên cổ tê dần, bị một sợi dây đỏ như sợi tóc cọ qua hắn ôm cổ lảo đảo lui về phía sau máu tươi từ trong cái ngón tay phun trào ra máu ta cần máu ánh mắt lý hiền tông nhìn quét lung tung liếc qua cách mấy mét bên cạnh người một hành giả tà ác thân trên cùng thân dưới chia liệt đau đớn rãy ruộng, chưa lập tức chết đi hắn lảo đảo đi về phía mục tiêu mà lúc này thiên linh linh nhân cơ hội chém nứt dây đỏ quấn thân hướng cửa sau quán ba bỏ chạy trong quá trình đó hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái hũ sành màu đen cũ nát, đập xuống đất vỡ tan. Trong tích tắc, ảo giác trùng điệp vặn vẹo tràn ngập không gian này. Thân thể chỉ sát cung chủ bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành thủy triều màu đỏ, lao vào ảo giác, truy đuổi thiên linh linh. Lý Hiền Tông đợi được cơ hội, lập tức lấy ra dao bướm, đâm vào trái tim tên hành giả tà ác kia. Khát máu của yêu mê hoặc bị động kích phát, trong con người Lý Hiền Tông sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, cuồn cuộn không dứt cướp lấy tinh huyết của đối phương, vết thương ở cổ thong thả khép lại. Tiếp theo, hắn không để ý ảo giác khủng bố vặn vẹo bên người, nhanh chóng ngồi xổm xuống, vẽ bên người một vòng tròn. Màn ánh sáng màu vàng buông xuống, bọc hắn biến mất không thấy. Cửa sau quán ba, trên mặt đất nơi này rơi rải rác cánh tay, chân, thân, nội tạng nóng hầm hập hỗn hợp máu tươi chảy ra. Chỉ sát cung chủ chân trần dẫm vết máu, trong tay sách theo đầu thiên linh linh, cô mang thân thể từng chút một kéo trở về. Sau đó, cô khoác thêm một cái áo choàng màu đen phát ra âm khí, trong nháy mắt, trong con người của cô dâng trào năng lực đen xì dinh dính, cầu thông linh thể trong tàn thể. Thiên linh linh, địa linh linh, nói cho ta biết 21 năm trước, dẫn đội tàn sát sở ra là vị thiên vương nào, đạo cụ loại quy tắc của sở ra ở nơi nào. Cô lầm bẩm niệm mấy lần, mang linh thể nuốt chừng vào. Diễn đàn chính phủ, Lý Hiền Tông tập kích bệnh viện Bình Thái, mục tiêu là nguyên thủy thiên tôn. Giữa trưa hôm nay, một bài đăng lên đầu đề của diễn đàn chính phủ, ghim đỏ trên đầu. Theo một vị tiền bối đáng tin cậy của Thái Nhất Môn lộ ra, sự kiện tập kích Bệnh viện Bình Thái ở Tùng Hải hôm nay là một hồi săn giết nhằm vào nguyên thủy thiên tôn của Lý Hiền Tông binh chủ giáo tỉ mỉ bày ra. chương 325, đến tiếp sau 4. May mắn là, tuy nguyên thủy thiên tôn bị thương nặng, nhưng thành công sống sót. Trải qua sự kiện này, chúng ta có thể phân tích ra chiến lược tranh lệch của hai bên, theo vị tiền bối Thái Nhất Môn kia lộ ra, sương mù dày đặc bao phủ bên trong bệnh viện, đến khi rút lui, cũng chỉ 2 phút thời gian. Mà khi đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hiển Tông chiến lược rất mạnh, không thể khinh thường. Lần tập kích này, đã mở màn thí luyện của nghề nghiệp tả ác, mời các đồng nghiệp các phân bộ, cảnh giác đánh lén sắp tới có thể xuất hiện. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiền Tông đến tiếp sau, bài đăng sẽ liên tục cập nhật, mọi người click chú ý một chút trong khoảng thời gian này hành giả chính phủ các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng tính tới trước mắt các nơi coi như bình tĩnh chính như trong bài đăng nói lý hiển tông chế tạo sự kiện khủng bố xem như mở màn thí luyện của trận doanh tà ác kế tiếp nghề nghiệp tà ác các nơi nhất định nghe tin lập tức hành động mở ra săn giết đối với mục tiêu mình chọn lựa năm rộng tháng dài nguyên thủy thiên tôn cũng đấu không lại lý hiển tông nhưng hai phút cũng không chống đỡ được là điều tôi không ngờ tới những ngày gian khổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn khiếm khuyết chút nội tình, ở giai đoạn siêu phàm tuy mạnh, so với người nổi bật thật sự, vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Lần xung đột này, trái lại khiến chúng ta đại khái thấy rõ trình độ của hắn. Xin gọi ta nữ vương, hai lầu trên sao không gọi Thiên Tôn nữa. Đừng tăng chí khí người khác diệt uy phong nhà mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh cảnh hành giả hơn một tháng mà thôi, cho hắn nửa năm thời gian nữa, chưa chắc đã thua Lý Hiển Tông. Bé Helzier, sớm đoán được hắn sẽ bị tổ chức tà ác nhầm vào, chỉ không ngờ là Lý Hiển Tông, hy vọng hắn có thể chống đỡ qua lần sóng gió này. Khương Dương, xuất phát từ bảo hiểm, tôi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nên chố di trước, tránh đầu sóng ngọn gió. Jenny đa tình, lão Khương lại tái phát tật xấu đánh bài lùi rồi, trốn cái gì mà trốn, toàn bộ hành trình lùng bắt Lý Hiển Tông, xử lý hắn, lấy tiền thưởng. Trong diễn đàn, hành giả chính phủ ở các nơi tích cực lên tiếng, tham dự thảo luận. Hàng năm cứ giữa năm và cuối năm, diễn đàn luôn náo nhiệt nhất, nhưng cũng là nặng nề nhất, có lẽ đồng nghiệp hôm nay vừa lập công, ngày mai sẽ chết bởi nghề nghiệp tà ác tập kích. Đối với Lý Hiền Tông phô trương tập kích, hành giả chính phủ ở các nơi ngoài phẫn nộ, lại không thể làm gì được. Dù sao không phải ở khu trực thuộc bọn họ, nhiều nhất chính là đưa ra đề nghị, bảo nguyên Thủy Thiên Tôn tránh đầu sóng ngọn gió, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, có lẽ không cần hắn ra tay, vài ngày nữa, Lý Hiển Tông sẽ chết bởi bao vây tiếu trừ. Phân bộ Tùng Hải, hành giả chính phủ khu khác, thì chắc như đinh đóng cột nói những lời đại loại săn giết Lý Hiển Tông. Trong lời ngoài lời thẩm oán hành giả chính phủ khu Khang Dương không nên thân. Chợ đen trong lòng đất, quyền vương dẫn vài đội viên tuần tra địa bàn của mình, duy trì trật tự. Các linh cảnh hành giả Tùng Hải cũng chưa bởi vì đối kháng giữa trận doanh mà thần hồn nát thần tính, trái lại, tần suất bọn họ đến chợ đen càng cao hơn. Một mặt là thời kỳ mấu chốt, tình báo cùng tin tức trở nên càng thêm quan trọng, một mặt khác là, gặp lúc này, chợ đen trong lòng đất sẽ nghênh đón trào lưu đánh cược. Đánh cược là thói hư tật xấu của nhân loại, một đội viên bên cạnh quyền vương, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chiếu bạc, thấp giọng nói. Lão đại, tỷ lệ cược nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông đã đến 1 giờ 20 ngày hôm nay vừa họp trở về, hẳn là biết chút tình báo chứ. Ngài cảm thấy tôi mua hắn thắng thế nào? Quyền vương liếc hắn một cái, có thể mua hòa, nhưng đừng mua nguyên thủy thiên tôn thắng mấy tên tiểu đệ phía sau nhất thời rõ, bài đăng diễn đàn nói là nói thật. Màn đêm nặng nề, khách sạn hoa vũ, phòng tổng thống, tạ Linh Hy ngồi ở bên ban công, cau mày, lướt diễn đàn chính thức của ngũ hành minh từng lần một. Nữ trợ lý đứng ở một bên, báo cáo, đã hướng đội hai khu khang dương tìm hiểu, nguyên thủy thiên tôn ở nhà tu dưỡng, không đáng ngại. Nhưng, nghe nói lúc ấy người chính phủ tìm được hắn, đã mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại tiểu thư, ngài nếu quan tâm nguyên thủy thiên tôn, vì sao không tự mình gọi điện thoại hỏi. Tạ Linh Hy tức giận nói, chị chưa từng yêu bao giờ, lười nói với chị, chính cô không phải cũng thế sao, nữ trợ lý thình lình bị trào phúng, trong lòng không phục. Tạ Linh Hy nhẹ nhàng nhíu mày, bài đăng nếu không khuyết đại, vậy tranh lệch của Nguyên Thủy ca ca cùng Lý Hiển Tông quả thật rất lớn. Ai, anh ấy lần này nguy hiểm rồi, tránh đầu sóng ngọn gió một chút là tốt nhất. Trường 326, tôn trưởng lão bảo viên đình tới gặp ta, một nữ trợ lý nói đó dù sao cũng là nhân tài binh chủ giáo bồi dưỡng người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm tạ linh hy khép lại máy tính nhìn về phía nữ trợ lý nói bố tôi trước đó nói bảo tôi quan sát nguyên thủy ca ca nhiều một chút bây giờ xảy ra chuyện này ông ấy lại chưa liên hệ tôi a à, ông ấy hôm nay có lén tìm cô chứ hắn nói như thế nào nữ trợ lý do dự một phen bẩm báo theo sự thật cũng không nói gì gia chủ bảo tôi bảo chỉ quan sát trong khoảng thời gian này trông ngài chặt một chút đừng có lui tới với nguyên thủy thiên tôn đại khái là muốn xem xem hắn có thể sống sót hay không đi biết rồi đầu tư phải cẩn thận thôi ông ấy vẫn luôn là phong cách như vậy tạ linh hy bĩu môi nhưng mình có phong cách của mình cô nắm lên điện thoại di động núng nịu phát ra một giọng nói nguyên thủy ca ca ngày mai có thể đến khách sạn một chuyến không người ta muốn mời anh ăn cơm trong phòng ngủ trương nguyên thanh nằm ở trên giường nhắm mắt tinh thần lực lắng động ở trong cơ thể điều động lực thái âm, thông thả tẩm bổ tiểu đậu bỉ. Vẻ mặt hắn có chút huệ oải, như là bệnh nặng mới khỏi. Cho dù thần giả dạ du sinh mệnh lực tràn đầy, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải chờ hai ngày. Hắn vừa tầm bổ nuôi dưỡng tiểu đậu bỉ, vừa lặp lại chiến đấu ban ngày. Lặp lại từng lần một, mà kệ ứng đối như thế nào, mình đều không có bất cứ phần thắng nào. Dài khiêu vũ màu đỏ không ở bên người, cấp bậc cũng có tranh lệch, trực tiếp sử dụng khăn van đỏ dọa lui đối phương là phương án ứng đối phiêu lưu thấp nhất nhưng khăn van đỏ của mình chỉ còn một lần cuối cùng, hơn nữa Lý Hiển Tông có đạo cụ truyền thống, không thể so với hoành hành vô kỵ lúc đó, hắn tập kích thêm một hai lần nữa, mình nhất định phải chết. Phải mau chóng lên tới cấp 3, thảm bại ở trong tay Lý Hiển Tông, muốn nói không nhụt chí là không có khả năng, tuy cấp bậc đối phương cao hơn mình, nhưng từ tuổi mà nói, hai người không khác nhau lắm, xem như cùng thế hệ, hơn nữa đều ở giai đoạn siêu phàm. Dùng thời gian trở thành linh cảnh hành giả quá ngắn để an ủi mình, tỏ ra có chút lừa mình dối người. Hôm nay chẳng những hắn bị thương nặng, tiểu đậu bỉ cũng thiếu chút hồn phi phách tán. Thù này nhất định phải báo, nhưng nghĩ đến chiến lược tranh lệch của hai bên, Trương Nguyên Thanh lại có chút nhược trí, có chút vô lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chỉ nghe bước chân, hắn đã biết là gì trẻ đến. Nguyên tử Nguyên tử, đã ngủ chưa? Dì tiến vào nhé, dì trẻ xinh đẹp đáng yêu của mày vào nha. Giang Ngọc Nhị chưa gõ cửa, hạ giọng, ở ngoài cửa gión rén nói. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, trà trà mặt, thấp giọng nói, vào đi. Tay nắm cửa bị vặn, mở ra khe hở, dì trẻ gión ra gión rén, lén lút tiến vào, nhanh chóng đóng cửa. Giang Ngọc Nhị mặc váy ngủ màu trắng cổ áo tương gen, dưới làn váy dài tới đầu gối là hai đoạn ống chân như bạch ngọc, chân ngọc linh lung sỏ dép lê màu hồng, chân mượt mà căng bóng, sơn móng đỏ ao. Lén la lén lút, Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói hắn thầm nhủ không biết còn tưởng gì lén gặp tình nhân đáng nhắc tới là trải qua chuyện ban ngày bác sĩ phòng khám bệnh trực ngày đó đều đạt được kỳ nghỉ dài đến một tuần dì trẻ sau khi về nhà thêm mắm thêm muối miêu tả mình trải qua nguy cơ ôm bà ngoại nức nở khóc chỉ thiếu một bước đã không gặp được mẹ rồi nha bà ngoại sợ hãi hai mẹ con ôm nhau khóc váng lên dì trẻ bởi vậy được bà ngoại thương tiếc độ dễ dàng tha thứ đối với cô tăng lên trên diện rộng làm như thế nào cũng không nỡ mắng giang ngọc nhị đi dép lê nhí nhảnh chạy đến bên giường hai tay xoa xoa cánh tay ngồi xuống rụt rè hỏi mày sau đó đi đâu vậy sau khi chị an viên xông vào dì như thế nào cũng tìm không thấy mày lúc chị an viên giải cứu con tin trương nguyên thanh đã được đám người lý đông trạch trước một bước đưa đi cứu chữa trương nguyên thanh nhìn dì trẻ cô mắt sáng long lanh vẻ mặt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn như là cô gái nhỏ phát hiện bí mật thật sự là dì trẻ ngây thơ nha đáy lòng trương nguyên thanh thở dài sắc mặt nghiêm túc nói. Xem ra thân phận của cháu không giấu được nữa, nói thật cho gì biết đi, thật ra cháu là thành viên đội đặc công siêu năng lực của quốc gia, chuyên đối phó những kẻ tà ác ẩn núp trong bóng đêm. Cháu ban ngày là sinh viên, ban đêm bồi hồi ở trên đường phố thành thị, trừng phạt cái ác nâng cao lương thiện. Đội đặc công siêu năng lực, bàn tay nhỏ của Giang Ngọc Nhị che miệng lại, hô nhỏ. Trương Nguyên Thanh, đúng vậy, thật ra trên thế giới có rất nhiều người siêu năng lực, vì xã hội hài hòa yên ổn, Chúng ta không thể không giấu giếm thân phận, trở thành anh hùng vô danh. Thật ra cháu rất sớm trước kia đã thức tỉnh, cũng gia nhập đội đặc công siêu năng lực, trở thành một thành viên của anh hùng vô danh, dựa theo tổ chức quy định, cháu là không thể bại lộ thân phận, nhưng nếu gì trẻ đã phát hiện thân phận của cháu, cũng chỉ có thể thẳng thắn với gì, gì tuyệt đối phải giữ bí mật. Chương 327, Tôn trưởng lão bảo viên đình tới gặp ta hai. Gì trẻ liên tục đầu, gì biết gì biết, gì hôm nay đã ký hiệp nghị giữ bí mật cô càng nghĩ càng hưng phấn nhưng sau đó nhíu mày lộ ra vẻ lo lắng nguyên tử đội đặc công siêu năng lực gì đó thoạt nhìn rất nguy hiểm không cần lo lắng trương nguyên thanh hầm hừ nói dì đừng thấy cháu trẻ tuổi cháu thật ra là thành viên rất cao cấp bộ đặc công siêu năng lực toàn bộ tùng hải đều phải tôn trọng ý kiến của cháu nghe theo cháu chỉ huy dì cũng thấy rồi chuyện hôm nay tất cả đều là một mình cháu dẹp yên mày lợi hại như vậy sao dì trẻ lúc này mới yên tâm vẻ mặt sùng bái giống như một lần nữa nhận biết cháu trai. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì cả, trong lòng cực kỳ hưởng thụ gì trẻ sùng bái. Vậy gì cũng có thể thức tỉnh không? Giang Ngọc Nhị vô cùng hướng tới hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không phải cháu khoe khoang, thức tỉnh là xem thiên phú, chỉ có người thiên phú dị bẩm giống như cháu mới có thể thức tỉnh, mà qua 18 tuổi còn chưa thức tỉnh, cơ bản chính là không có thiên phú. Nói xong, hắn thấy gì trẻ phồng má, lộ ra vẻ mặt thất vọng. May thực ngầu, giang ngọc nhị bội phục nói dì ấy tin hết rồi mình từ trong mắt dì ấy thấy được sùng bái thấy được ngưỡng mộ ha ha khó trách đám thần côn kia có thể lừa tài lừa trương nguyên thanh ho khan một tiếng nói dì tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài làm nghề này của bọn cháu rất nguy hiểm lúc nào cũng phải phòng bị bọn tà ác trả thù nếu tiết lộ thân phận sẽ lan đến người nhà tựa như cảnh sát bắt mai thúy đúng vậy dì trẻ lại bla bla hỏi rất nhiều trương nguyên thanh đối đáp trôi chảy thong rong ứng đối Dì trẻ yêu cầu hắn biểu diễn siêu năng lực, Trương Nguyên Thanh nghiêm túc từ chối, nói từng có một vị đại lão nói siêu năng lực không phải siết thú, chúng ta chỉ tung đòn nặng đối với kẻ tà ác. Ừm, vị đại lão đó chính là mình, tiền lương đãi ngộ thế nào? Dì trẻ hỏi tương đối rồi, nhớ tới tiền lương còn chưa hỏi, vội vàng bổ sung. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền tự tin hẳn, thầm nhủ mình ôm khoản tiền khổng lồ hơn 2 triệu, khổ vì không có đối tượng để làm màu. Hắn cố ý dùng giọng điệu trầm trầm chậm rãi nói thu nhập vẫn là không tệ, cháu năm nay chỉ dùng 5 tháng ngắn ngủn đã kiếm được 5 triệu. Mau khen cháu, mau sùng bái cháu, trong lòng hắn khẽ hô, dì trẻ quả nhiên phát ra tiếng kinh hô, 5 triệu. Vậy mày kiếm vài năm, so với mợ của mày còn giàu hơn. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc, làm nghề này của cháu, tiền hay không là thứ yếu, chủ yếu là đền đáp tổ quốc, tạo phúc dân chúng. Dì trẻ vui vẻ nói, vậy dì về sau có thể tiêu tiền của mày rồi, dù sao mày chưa có bạn gái. Cô gái, đi ăn xít đê, Trương Nguyên Thanh A à một tiếng, vậy không được, tiền của cháu là cần dùng để tạo phúc dân chúng, không phải cho gì mua quần áo mua túi sách. Quỷ keo kiệt, cô gái, chú ý giọng điệu của gì, ngồi ở bên cạnh gì là một vị triệu phú. Giang Ngọc Nhị ở lại phòng hắn mãi tới 2 giờ sáng, lúc này mới lưu luyến không nỡ rời khỏi. Phù, cuối cùng ứng phó qua rồi, Trương Nguyên Thanh hiển thánh trước mặt gì trẻ, thu hoạch sùng bái cùng hâm mộ, tâm tình không hiểu sao tốt hơn nhiều, buồn bực do hôm nay thảm bại lưu lại thế mà bất chi bất giác tan đi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái quả nhiên người ta vẫn là phải làm màu làm màu có thể giải quyết nỗi khổ hắn đắp chăn điều hòa lên tích lũy dần cơn buồn ngủ ngày mai đi gặp bé trà xanh chút loại chuyện an ủi người ta này còn cần cô ấy a à, chỉ là không biết tạ ra sẽ bởi vì chuyện lý hiển tông thay đổi thái độ đối với mình hay không mấy ngày nay vãn là cần đi đơn vị nhưng phải dịch dung mình phải theo quan nhã học võ thuật chiến đấu, trước giờ không có thời gian, cũng không có động lực, không thể trì hoãn nữa. Trước khi phó bản lần thứ ba mở ra, nhất định phải tăng lên võ thuật chiến đấu thuật, chờ mình trở lại xử lý Lý Hiển Tông. Hy vọng cầu trưởng lão có thể mau chóng mang giày khiêu vũ màu đỏ trở về. Nghĩ chút, hắn mệt mỏi ngủ. Sáng sớm, thủ đô, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, cây hòe trong tứ hợp viện giãn ra ở trong nắng sớm, phiến lá xanh nhạt lóe ra vầng sáng bảy màu. Gió nhẹ hưu hưu, cành lá lay động, phát ra tiếng trẻ con vui cười đùa giỡn. Ghế nằm dưới tàng cây hòe không có một bóng người, chủ nhân của nó đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi dưới tàng cây. Đột nhiên, cảnh vật tứ hợp viện bắt đầu vặn vẹo, hiện ra dạng gợn sóng, ngay sau đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trên ghế nằm. Người này tóc hoa dâm, áo may ô trắng, quần cộc, không khác gì những ông cụ bình thường ở thủ đô. Trường 328, tôn trưởng lão bảo viên đình tới gặp ta ba. Nhưng sau khi ông hiện thân, làn da quanh thân nứt ra, từng tia sáng vàng nóng bỏng từ trong cơ thể phun trào ra, từ trong mắt, miệng, xoang mũi của ông phun trào ra. Thân thể ông cụ nhanh chóng biến thành than, trong vài giây, biến thành một cái xác cháy. Ánh sáng vàng nóng rực nướng cháy phiến lá cây hòe, khiến lũ trẻ con nấp trong cây phát ra từng đợt tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi. Mười mấy giây sau, cái xác cháy mở hai mắt, làn da trưng khô rơi ra từng khối, lộ ra máu thịt mới sinh đỏ hồng. Trái tim trong lồng ngực một lần nữa nhảy lên, tôn trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi, nói. Đi lấy quần áo cho lão phu, các ngươi lũ nhãi con không có nhãn lực này. Một trận gió âm từ trong ngọn cây lao ra, đẩy ra cửa sổ, trong khoảng khắc, gió âm cuốn theo áo may ô, quần lót cùng quần cộc, lắc lư bay ra. Tôn trưởng lão rung động rơi xuống máu thịt trưng khô, thay quần áo sạch sẽ, lại nói đi tìm tiểu vương. Gió âm cuốn quần áo tới chưa đi, mà là về tới ngọn cây, tiếp theo trong cành lá tươi tốt truyền đến tiếng khắc khẩu non nớt mày đi tới nơi mày đi rồi không đi đánh vài giây sau một bên thỏa hiệp hóa thành gió âm bay ra khỏi tứ hợp viện tôn trưởng lão nằm ở trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần vẻ mặt hơi tái nhợt bọng mắt sưng phù vài phút sau tiếng bước chân vội vàng đến người đàn ông trung niên mặc áo đen quần đen ở dưới gió âm dẫn dắt vượt qua bậc cửa tiến vào tứ hợp viện tôn trưởng lão ngài rốt cuộc đi ra rồi tiểu vương bất ngờ nói tôn trưởng lão ừng một tiếng liên lạc cầu trưởng lão phân bộ Tùng Hải, ta có việc muốn tìm hắn. Trong năm tổ chức lớn của ngũ hành minh, Bách Hoa hội cùng Thái nhất môn thân mật nhất, bởi vậy cầu trưởng lão cùng tôn trưởng lão ngày thường đi lại rất gần. Cầu trưởng lão ở ngay thủ đô, ông ấy hôm qua đã đến đây, chờ ngày đó. Tôn trưởng lão mở mắt, hắn ở Kinh Thành, người đi mời hắn lại đây, người trung niên áo đen lui đi, khoảng nửa giờ sau, một con tét đi lông quan, cất bước tao nhã, ngẩng cái đầu cao ngạo, đến tứ hợp viện người trung niên theo ở phía sau hai tay bưng cái khay màu bạc bên trên bầy một đôi giày khiêu vũ màu đỏ màu cho bụi như là đồ rách nát bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm tôi bấm ngón tay tính toán ông mấy ngày gần đây cũng nên ra khỏi linh cảnh rồi cầu trưởng lão đánh giá lão khẽ hồ bị thương không nhẹ cần tôi hỗ trợ trị liệu không tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sử dụng thuật sĩ hồi phục nói làm phiền rồi a à, tuy thần giả dù có được năng lực tự lành không tệ nhưng tôi lần này bị thương có chút khác teddy khẽ gật đầu chậm rãi đi đến bên xích đu nâng lên một cái chân đặt ở trên chân tôn trưởng lão ánh sáng màu xanh lá sáng ngời nhưng không chói mắt dâng lên khiến tứ hợp viện nhuộm lên một tầng ánh sáng màu xanh lục tôn trưởng lão đắm chìm trong ánh sáng màu xanh lá sắc mặt dần chuyển sang hồng nhuận bọng mắt rút đi phù tôn trưởng lão vui sướng thở hắt ra nói được rồi ông tới kinh thành có việc cầu tôi cầu trưởng lão buông chân xuống thản nhiên nói, không tính là cầu, bảo ông hỗ trợ việc nhỏ mà thôi, vừa rồi thay ông trị liệu, xem như trả thù lao. Nói xong, hắn quay đầu, ra hiệu người đàn ông trung niên tới đây. Người sau bưng khai tiến lên, cầu trưởng lão nói, đạo cụ này bị vu thuật ô nhiễm. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ, không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nói rõ. Dễ thôi, không nghĩ nhiều, tôn trưởng lão vươn tay, lòng bàn tay treo ở trên giày khiêu vũ màu đỏ, Ánh sáng màu vàng trong suốt mà nóng rực phun trào, giày khiêu vũ màu đỏ đắm chìm trong ánh vàng bắt đầu vặn vẹo, sắc thái cho bụi bao phủ bề ngoài giống như bị rửa đi vết bẩn, nhanh chóng bong ra. Vài giây sau, nó một lần nữa trở nên mới tinh. Giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ nhảy xuống khay, nhảy loạn khắp nơi ở trong đình viện. Còn rất hoạt bát là đạo cụ có ý thức bản thân. Tôn trưởng lão ban đầu cho rằng nó đang biểu đạt vui sướng thoát phây, thẳng đến lúc thấy trên giày khiêu vũ màu đỏ bay ra một dòng tin tức người nguyện ý nhảy một điệu với ta không, nếu nguyện ý, xin dậm bước tại chỗ. Ồ, người đâu, lão đột nhiên ý thức được, đôi giày này là đang tìm người, nhưng chưa tìm được mục tiêu, cho nên xoay vòng vòng khắp nơi ở trong sân. Đồng thời, tôn trưởng lão rốt cuộc biết vì sao sẽ cảm giác quen mắt, đôi giày này là cặp đạo cụ loại quy tắc kia trong đường hầm xà linh, phụ hỏa ghi chép trong phiên bản phương án vượt bản ngày trước. Nói cách khác, chủ nhân của nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Teddy, trầm giọng nói. Đôi giày này là của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chương 329, tôn trưởng lão bảo viên đình tới gặp ta, 4. Cầu trưởng lão gật đầu, tôi đang muốn tìm ngũ hành môn các người, tôn trưởng lão tìm từ một phen, nói tôi ở trong linh cảnh thuộc về riêng thần giả du, đã gặp tam đạo sơn nương nương, chính là cô ấy đánh bị thương tôi. Cầu trưởng lão nhíu lại lông mày trên mắt, vị nương nương kia rất cường đại, tôi thiếu chút nữa cũng chưa về được, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, tôi đại khái biết cô ta vì sao phải tìm kiếm nguyên thủy thiên tôn. Tôn trưởng lão cảm khái nói, tiểu tử đó đã lấy đi dương phách của tam đạo sơn nương nương, thiếu bộ phận dương phách đó, cô ta không thể tiếp tục tấn thăng, càng không thể đột phá linh cảnh. Sắc mặt cầu trưởng lão xuất hiện chuyển biến nhân tính hóa, chấn động, ngạc nhiên, mừng như điên. Tiểu tử kia thế mà nắm giữ dương phách của nhật du thần cổ đại. Đây là thứ đại đa số đạo cụ loại quy tắc cũng không thể so sánh. Tôn trưởng lão ho khan một tiếng, vào thẳng chủ đề tam đạo sơn nương nương tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách thu hồi dương phách nguyên thủy thiên tôn cấp bậc quá thấp không thể thừa nhận phần nhân quả này thái nhất môn nguyện ý giao dịch điều kiện tùy tiện đưa ra cầu trưởng lão trầm mặc tôn trưởng lão nhíu nhíu mày có chút ngoài ý muốn ông không muốn ngũ hành minh không có thần dạ du dương phách của cô ta cho các người không có tác dụng lớn bao nhiêu các người thậm chí cũng không gặp được cô ta chúng tôi không dùng đến nhưng nguyên thủy có thể giữ lại dương phách tam đạo sơn nương nương chờ hắn tương lai trở thành chúa tể tự nhiên có thể thừa nhận phần nhân quả này cầu trưởng lão nói tôn trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên ông chờ mong lớn như vậy đối với hắn ông có biết tấn thăng chúa tể khó bao nhiêu không ai cầu trưởng lão thở dài nói hắn là đối tượng ngũ hành minh kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng chỉ cần thông qua tổng kiểm tra sức khỏe chúng tôi sẽ không tiếc mọi sự trả giá bồi dưỡng hắn vì tôn trưởng lão khó có thể hiểu nổi Cầu trưởng lão nói, bởi vì hắn thông đóng hai cái linh cảnh cấp S, bởi vì hắn mấy ngày hôm trước vừa được trao tặng công huân cấp A. Hơn nữa, có phần nhân quả này, hắn càng đáng giá bồi dưỡng hơn, không phải sao. Tôn trưởng lão ngây người, ông nhìn chằm chằm cầu trưởng lão, công huân cấp A, ông không nói giỡn với tôi. Độ khó lấy công huân cấp A là chém giết nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể, hoặc giải quyết nguy cơ thật lớn, thu được đạo cụ quan trọng, mà có thể làm được những thứ này, chỉ có trưởng lão cũng là chúa tể hành giả cấp thấp, sao có khả năng làm được? Cầu trưởng lão liếc ông một cái, có chút thương hại nói, lão tôn, ông hồ đồ nha. Tôi hồ đồ cái gì? Tôn trưởng lão chưa nghe hiểu, lại không hiểu sao cảm thấy câu này quen thuộc, đang định hỏi, giày khiêu vũ màu đỏ, cộp cộp, đi tới, dừng ở trước xích đu. Một dòng tin tức hiện lên, người nguyện ý nhảy một điệu với ta không, nếu nguyện ý, mời dậm bước tại chỗ. Tôn trưởng lão phất phất tay, làm ra tư thế xua đuổi, tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu ông không thể làm chủ, tôi có thể bảo môn chủ câu thông với nữ nguyên soái." Vừa dứt lời, Tôn trưởng lão đã bị đạp một cái làm cho ngây ra. Ông ngạc nhiên quay đầu nhìn, nhìn về phía giày khiêu vũ màu đỏ cạnh xích đu. Thời buổi này, thế mà còn có đạo cụ dám cho ông ăn đòn. Tư thế xua đuổi của Tôn trưởng lão vừa rồi, đã kích hoạt quy tắc công kích của giày khiêu vũ màu đỏ, đối với người không khiêu vũ với mình, giày khiêu vũ màu đỏ tuyệt không nương tay. Phanh phanh dài khiêu vũ màu đỏ nhảy đến trên người tôn trưởng lão, mở ra công kích đến tiếp sau, thế lớn lực trầm, đạp ông cụ cao tuổi từng cước một. Ánh mắt cầu trưởng lão tràn ngập thương hại, ông có phải đã quên quy tắc của đôi giày khiêu vũ này hay không? Không khiêu vũ với nó thì giết, tôn trưởng lão đã nhớ ra, nó đổi giết bỏ qua trở ngại, không thể chạy thoát, không thể phá hư, trừ phi khiêu vũ với nó. Cầu trưởng lão bổ sung, ánh mắt cầu trưởng lão chiêu tức, nói, không thể ngờ được may mắn có thể thưởng thức kỹ thuật nhảy của Tôn trưởng lão, tôi có thể cho ông thời gian một điệu nhảy. Tôn trưởng lão hầm hừ nói, quy tắc đơn sơ, ông nhắm mắt, tùy ý giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, linh thể thoát ly thân thể. Khí tức Tôn trưởng lão nháy mắt biến mất, trái tim dừng nhảy lên, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Đối với thần dạ du mà nói, linh thể xuất khiếu là thao tác thường quy, sau khi ý thức thoát ly thân thể, thân thể sẽ ở trạng thái chết giả. Tần suất đạp của giày khiêu vũ màu đỏ chậm lại, nó đứng ở cạnh xích đu quan sát vài giây, đột nhiên bay lên một cước, lại là một cái đạp mạnh, nhưng tôn trưởng lão không có phản ứng. Giày khiêu vũ màu đỏ thấy ông đã chết, lập tức thay đổi phương hướng, cộp cộp đi đến bên người cầu trưởng lão, một tin tức hiện lên. Người nguyện ý nhảy một điệu với ta không, nếu nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. chương 330, tôn trưởng lão bảo viên đình tới gặp ta, năm. Khuôn mặt chó của cầu trưởng lão đột nhiên cứng đờ, linh thể tôn trưởng lão trở về vị trí, mở mắt, trêu thức nói, không ngờ được may mắn có thể thưởng thức được kỹ thuật nhảy của ngài, tôi có thể cho ông thời gian một điệu nhảy. Cầu trưởng lão cười lạnh một tiếng, cứ như tôi không có thủ đoạn, giày khiêu vũ này có thể thương tổn tôi mảy may. Được rồi, chuyện tôi đến Kinh Thành đã giải quyết, nên trở về Tùng Hải rồi. Dương phách của Tam Đạo Sơn nương nương, tôi sẽ không đồng ý cho các người, trừ phi minh chủ đáp ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước tao nhã, kiên trì, thừa nhận từng cú đạp, nhanh chóng rời khỏi nhìn theo teddy biến mất ở ngoài cửa sân tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt nhíu mày trầm ngâm một lát chợt hỏi trong lúc ta không có mặt đã xảy ra chuyện gì nguyên thủy thiên tôn kia sao được trao tặng công huân cấp a người trung niên đồ đen vừa may mắn đôi giày kia chưa tập trung mình vừa báo cho tôn trưởng lão chuyện xảy ra gần đây thì ra là thế tôn trưởng lão giật mình cảm khái nói tốc độ trưởng thành của tiểu tử đó trái lại khiến ta ngoài ý muốn lúc trước không tranh thủ hắn là ta thất ông đột nhiên ngẩn ra có chút hiểu câu hồ đồ kia của cậu trưởng lão là có ý tứ gì. Tôn trưởng lão trầm mặc một phen, cẩn thận nói, gần đây trong môn có lời đồn đãi nào về ta hay không? Người trung niên đồ đen vẻ mặt rối rắm, ở dưới cái nhìn chăm chú của tôn trưởng lão, đành phải lấy ra điện thoại di động, mở ra mạng của thần giả du, nhập vào ô tìm kiếm tôn trưởng lão hồ đồ A. Sau đó thật cẩn thận đưa điện thoại di động lên, ngài tự mình xem đi. Tôn trưởng lão nửa nghi hoặc nửa ngưng trọng tiếp nhận điện thoại di động, Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong diễn đàn, bài đăng chứa cụm từ Tôn Trưởng lão hồ đồ a nhiều tới hơn 200. Sau đó thật cẩn thận đem điện thoại di động đệ thượng, ngài mình xem đi. Tôn Trưởng lão bán nghi hoặc bán chăm chú tiếp nhận điện thoại di động, tập trung nhìn vào, chỉ thấy diễn đàn dặp, đựng Tôn Trưởng lão hồ đồ a từ điều bài đăng, nhiều đạt 200 hơn. Tay của vị trưởng lão đức cao vọng trọng này hơi run lên. Ông vuốt màn hình, nhanh chóng đảo qua những bài đăng này, tất cả đều là nội dung chỉ trích Tôn Trưởng lão hồ đồ bỏ lỡ nhân tài dần dần tôn trưởng lão hồ đồ trở thành từ chuyên dụng giả du thần thái nhất môn biểu đạt tình cảm đau đớn kịch liệt lúc tâm tình không tốt khi vô cùng đau đớn thời điểm phẫn nộ sẽ nói tôn trưởng lão hồ đồ nha tay tôn trưởng lão run rẩy càng thêm lợi hại ông nhìn xuống chút nữa phát hiện mấy cái tôn trưởng lão hồ đồ nha lúc ban đầu nhất thế mà lại bắt nguồn từ cùng một người cùng cái tên viên đình lớn mật lũ chó này thế mà dám ở trong diễn đàn bêu xấu lão phu Trái lại cũng không, người trung niên đồ đen nói. Hả, tôn trưởng lão nhìn về phía hắn. Bọn họ ở group chat cũng bêu xấu ngài. Tôn trưởng lão giận tím mặt, triệu hồi viên đình tới đây cho ta. Tối nay không gặp được hắn, lão phu liền tự mình đi tùng hải đánh gãy chân chó của hắn. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Trong group chat thần dạ du, viên đình theo thói quen phát biểu cảm khái, tiếp đó đàm luận. Tôi cho rằng, tuy nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua suýt nữa chết thảm trong tay Lý Hiển Tông, nhưng cái này không đại biểu tiềm lực cậu ta không được, cấp 2 cùng cấp 3 chênh lệch lớn bao nhiêu, trong lòng chúng ta biết rõ, huống chi lý hiền tông trải qua số lần linh cảnh nhiều, số lượng đạo cụ cũng nhiều. Giản ký, viên đình, anh cũng phải cẩn thận, lý hiền tông tìm không thấy nguyên thủy thiên tôn, sẽ thử săn giết hành giả cấp 3 khác. Anh là thần dạ du, tiền thưởng của anh sẽ cao hơn nghề nghiệp hợp pháp khác. Viên đình, ha ha, tôi sẽ cho hắn biết, thần dạ du cấp 3 mạnh bao nhiêu. Đang trò chuyện, hiển thị cuộc gọi tới thay thế giao diện tán gẫu của diễn đàn vương chấp sự tìm mình nhìn cái tên ghi chú viên đình ngẩn ra một phen vương chấp sự là trợ thủ kiêm tâm phúc của tôn trưởng lão là không có nhiều dính dáng tới hắn tuy mọi người trao đổi phương thức liên lạc nhưng cả năm cũng không có cơ hội trò chuyện viên đình nhận cuộc gọi nói vương chấp sự ngài có gì phân phó thanh âm trầm thấp của vương chấp sự thông qua loa truyền đến viên đình à tôn trưởng lão đi ra rồi ông ấy đã biết chuyện các người bêu số ông ấy phi thường tức giận chỉ tên nói họ muốn gặp cậu Cậu đó, bảo tôi nói như thế nào đây? Ai, từ cầu nhiều phúc đi. Mình bây giờ viết gì chút còn kịp. Viên đình cảm giác mình đang từng chút một hóa đá, vẻ mặt không còn ham sống nữa. mươi 331, thăm dò cung chủ một Biệt thự vùng ngoại thành, phòng khách lầu 1, Lý Hiền Tông kéo một cái ghế dựa cao, ngồi ở trong phòng khách. Trên sofa mềm mại đàn hồi, có cô gái trưởng thành quyến rũ lười biếng nằm nghiêng, cô đeo kính dâm, ngũ quan xinh đẹp sang chảnh, tư thái cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc cực kỳ giống chủ nhiệm lớp nhưng dưới áo lụa mỏng manh thân thể yểu điệu lại hình thành tương phản rõ ràng với khí chất với đàn ông bình thường mà nói vư vật xinh đẹp như thế đủ để làm họ miệng khô lưỡi khô siêu không động đậy thì thôi cho dù người đồng đạo sao nhiều đếm không xuể cũng vui vẻ chịu đựng nhưng lý hiển tông không chút dao động vì sắc đẹp nói mục đích mình đến gặp tôi cần một món đạo cụ khắc chế linh thể cao cấp ít nhất là cảnh giới thánh giả Ikawa nằm nghiêng, cánh tay trắng như tuyết chống đỡ đầu, giọng lạnh nhạt, 20 triệu tiền mặt, hoặc là đạo cụ, tài liệu cùng cấp bậc. Lý Hiền Tông nhếch nhếch miệng, không có tiền, nếu không cân nhắc giá trị đạo đức, đối với yêu mê hoặc mà nói, phương thức kiếm tiền nhanh nhất là thành lập giáo phái, mê hoặc lượng lớn dân chúng cúng bái, liền có thể trong ngắn hạn tích góp lượng lớn tiền mặt. Mà tuyến đường tương đối đáng tin, là mê hoặc dân chúng, tụ tập tín đồ, sau đó thành lập công ty, lấy thủ đoạn hợp pháp kiếm tiền. Nhưng như vậy, liền phải đối mặt phiêu lưu bị chính phủ tra ra manh mối, rất có thể tâm huyết nhiều năm chảy về Biển Đông. Tiếp đó chính là, đại bộ phận yêu mê hoặc không có tinh lực, không có hứng thú, cũng không có năng lực kinh doanh công ty. Ikawa sớm có dự liệu, cười nhạo nói, trong ba nghề nghiệp lớn, chỉ có binh chủ giáo các người nghèo nhất, cả đầu óc chỉ là giết người phá phách. Cô trước mặt Lý Hiền Tông, thò tay vào khe núi trắng muốt, lấy ra một cái hộp kim, trong hộp có ba cái kim nhỏ màu đen xì, nói. Tôi đề nghị anh chọn vật phẩm tiêu hao, ba cây kim phá hồn, 3 triệu tiền mặt, cũng có thể dùng đạo cụ cùng tài liệu đồng giá thay, có thể làm bị thương nặng linh thể cấp 4, linh thể cấp 5 cũng sẽ bị thương tổn không nhỏ, về phần cấp 6 sao. Cô khẽ cười nói, nghĩ hẳn anh cũng là có đầu óc, sẽ không chiêu chọc kẻ địch cấp bậc đó. Thành giao, trong vòng 3 ngày cho cô, Lý Hiền Tông nói.